linh 301, cái này được không? Thế à, tôi nhàn kéo giang sách lên đầu cầu thang, vậy bây giờ chúng ta lên lầu 2 xem. Đi. Khi vừa đi đến đầu cầu thang, có nhân viên bảo vệ chặn bọn họ lại. Đường này không thông. Một nhân viên bảo vệ giải thích tầng 2 không mở cửa cho khách hàng bình thường. Chỉ những người dùng tôn quý đã được chứng nhận bởi trang sức hàng tinh mới có thể lên. Cách mỉm cười và bước tới. Thế nào, biết ý trong lời nói của tôi chưa? Đừng nói đến chuyện mua đồ trang sức, cô Tô Nhàn, cô đi theo một người thuộc tầng lớp thấp kém như vậy thì e là ngay cả tư cách lên lầu cũng đều không có. Nói xong, cách lấy ra một thẻ VIP bình thường. Xem cho kỹ, đây là thẻ thông hành VIP của trang sức đá quý Hằng Tinh. Có thẻ này, có thể lên lầu. Cách đưa tay về phía Tô Nhàn lần thứ hai, cô Tô Nhàn tôn quý, xin hãy để tôi nắm tay cô và đưa cô lên tầng 2. Là một người phụ nữ nếu chưa từng đến tầng 2 của Hằng Tinh thì đó là sự tiếc nuối của cả đời. Lúc này, Giang Sách, người đã lâu không lên tiếng, liếc nhìn thẻ VIP kia và cau mày. Chỉ cần có thẻ VIP là được rồi sao? "Đúng, nhân viên bảo vệ khẳng định." Nhưng cùng lúc đó, trong ánh mắt của bảo vệ để lộ một chút khinh thường. "Thẻ VIP do Hằng Tinh phát hành không phải là thứ mà người bình thường có thể nắm giữ. Chỉ khi danh vọng địa vị và tài phú đã đạt đến một mức độ nhất định thì mới có tư cách lấy được. Người đàn ông trước mặt này trông có dáng vẻ quê mùa, lộ ra từ trong xương, ngay cả thẻ VIP cũng không biết là gì thì đừng nói là có được. Kết quả, Giang sách đưa tay lấy trong túi ra một tấm thẻ. Cái này được không? Tại thời điểm thẻ được lấy ra, cả nhân viên bảo vệ và cách đều ngây ngẩn cả người. Thẻ này là thẻ VIP trí tôn do trang sức đá quý hằng tinh phát hành. Chỉ khi bạn có những đóng góp to lớn cho hành tinh, hoặc khi khối tài sản của bạn nằm trong top 50 của danh sách Forbes, bạn mới đủ tư cách sở hữu thẻ này. Những người có thể nhận được thẻ này đều là siêu tài phiệt của giới nhà giàu một phương. So với thẻ VIP trí tôn, thẻ VIP bình thường chỉ là một thứ vớ vẩn. Sắc mặt cách xanh mét, ai mà biết được một cước này đã phải tấm sắt, thân phận của người đàn ông trước mặt này tôn quý như vậy. Nhưng có thể nào anh ta cũng nghĩ không thông, Tại sao người đàn ông trong ngu mốc này lại có được thẻ VIP trí tôn? Tiền, quyên, hay địa vị? Dù thế nào đi nữa, anh ta cũng không nhìn ra anh hơn người khác chỗ nào. Các nhân viên bảo vệ cũng bị sốc không kém. Nhưng chẳng bao lâu, nhân viên bảo vệ đã phản ứng lại, giật lấy thẻ VIP trí tôn, cười lạnh nói, Được lắm, đồ ăn trộm chết tiệt, cuối cùng cũng bị tôi bắt được rồi. Vẻ mặt giang sách xứng sờ. Đồ ăn trộm? Lúc nào và ở đâu chứ? nhân viên bảo vệ cầm thẻ vip cao quý và nói tháng trước công ty chúng tôi bị mất thẻ vip cao quý hung thủ vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật đến bây giờ vẫn chưa bị bắt không ngờ anh lại chủ động đưa tới cửa đã từng gặp kẻ ngu ngốc nhưng tôi chưa bao giờ thấy kẻ nào ngu ngốc như vậy ấy vậy mà có người trộm đồ rồi còn chủ động đưa tới cửa nữa chứ người đầu bắt anh ta lại nhân viên bảo vệ một mực khẳng định rằng thẻ của giang sách là do trộm được trên thực tế Ngoài khả năng này, nhân viên bảo vệ thực sự không thể tìm ra lý do nào khác mà Giang Sách có thể có được thẻ VIP này cả. Chương 302, chẳng thể nào hạ xuống dù chỉ nửa phần. Mấu chốt nhất chính là mỗi một nhân vật lớn có thẻ VIP đều vô cùng quen thuộc với các nhân viên bảo vệ. Thời điểm bọn họ được huấn luyện, có một khóa học đặc biệt để làm quen với những người sử dụng thẻ VIP này, để không vô tình đụng chạm đến đối phương. Bảo vệ đã vào làm lâu như vậy rồi, nhưng cho tới bây giờ anh ta chưa từng thấy bộ dạng của Giang Sách. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, dù sao thì chiếc thẻ này chỉ mới được lấy từ trên máy bay vào sáng nay, nên các nhân viên bảo vệ hoàn toàn không có khả năng biết rõ bộ dạng của Giang Sách. Sau một loạt suy đoán, tất nhiên nhân viên bảo vệ xác định rằng thẻ của Giang Sách là do trộm được. Cách cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu thật sự đắc tội phải nhân vật lớn nào thì anh ta không thể chịu đựng được đâu. Nhưng nếu đối phương là kẻ trộm anh ta vốn không cần phiền não về phương diện này rồi anh ta cười nói hóa ra là một tên ăn trộm điều này cũng không kỳ lạ khi tại sao toàn thân lại tràn ngập mùi của tên quê mùa cách nhìn tô nhàn và nói quý cô xinh đẹp này hiện tại cô đã ý thức được tên rác rưởi bên cạnh cô cặn bã như thế nào rồi chứ sớm rời khỏi anh ta đi đến với tôi này với sự giàu có của tôi cô có thể không đợi anh ta nói xong Tô nhàn trực tiếp vứt cho anh ta sắc mặt không thèm để ý, cách hoàn toàn tức giận. Cho tới bây giờ anh ta chưa từng bị làm nhục như vậy. cố gắng lấy lòng một người phụ nữ hết lần này đến lần khác, nhưng lại không được đối phương chấp nhận chút nào. Điều này khiến lòng tự trọng của anh ta không thể chịu đựng nổi. Đồ đê tiện, tạo đã lịch sử với mày rồi, mày còn lên mặt với tao à? Tao thấy mày và tên rác rưởi ăn trộm này chính là một phe cũng nên. Đồ đê tiện như mày tặng mày hai chữ thèm đòn. Nói rồi, cách nâng tay lên, toan tát vào mặt tô nhàn, rõ ràng là chó cùng rứt rậu, liều lĩnh rồi. Đối với một người đàn ông dụng tấm kín đáo như thế này, nếu bạn cứ liên tục từ chối anh ta, điều đó sẽ khơi dậy sự phẫn nộ của anh ta và gặp phải những hành động trả thù khủng khiếp. Một người đàn ông như vậy, chỉ có hai chữ để miêu tả, cặn bã. Dính vào rồi là rứt ra không được. Vừa phiền vừa đáng giận. Cách nghĩ rằng anh ta có thể làm bất cứ điều gì anh ta muốn, nhưng mà, lần này người anh ta gặp phải là giang sách, và mọi thứ đã được định sẵn không tiến triển theo ý muốn của anh ta. Khi bàn tay của anh ta buông xuống một nửa, một lòng bàn tay to lớn dũng mãnh có lực đã giữ chặt cổ tay anh ta. Chẳng thể nào hạ xuống dù chỉ nửa phần. Tô nhàn hoảng sợ, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cô ấy thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại. Nếu không phải giang sách tinh mắt nhanh nhạy, Giờ phút này e là cô ấy đã bị tát thật nặng. Điều này khiến cô ấy sợ tới mức liên tiếp lùi lại phía sau mấy bước. Cách liếc nhìn Giang Sách, cười lạnh nói, tên trộm đáng thương, anh muốn ra tay với tôi à? Tự tìm cái chết. Anh ta không chỉ giàu có mà bình thường còn rất ham tập thể hình, cả người toàn cơ bắp. Luận đánh nhau, cách thật đúng là không sợ bất cứ ai. Đặc biệt là khi thấy kiểu người toàn thân đều quê mùa như Giang Sách, lại càng là kiểu mà ngày thường anh ta thích bắt nạt nhất bảo vệ bảo những người khác đừng nóng vội đến đây, để cho cách đánh giang sách một chút trước rồi nói sau. chương 303, anh ta không nghĩ ra được. Không ai nghĩ rằng giang sách, người có vẻ ngoài xấu xí này lại có thực lực như vậy. Quan trọng nhất là tất cả mọi người đều không nhìn thấy anh ra tay như thế nào, tốc độ đã nhanh đến mức ngay cả ánh mắt cũng không theo kịp. Cách là một vị khách quan trọng của hàng tỉnh, vì vậy không thể đắc tội anh ta. Nhân viên bảo vệ nóng này, nhanh chóng gọi những người khác đến cùng nhau đối phó giang sách. Người đâu, mau bắt tên này lại. Dám đến hằng tinh của chúng tôi gây chuyện, ha ha, hôm nay cho anh biết chữ, chết, viết như thế nào. Ngay lập tức, một nhóm lớn nhân viên bảo vệ lao ra, ai nấy đều cầm gậy gộc, vũ trang hạng nặng. Một đầu hai mươi, không ai xem trọng giang sách. Lúc này, một nhóm người vây quanh một cụ già đi vào trong cửa hàng. Dừng tay. Sóng nói của cụ già truyền đến, tất cả mọi người dùng động tác lại, cả đám đứng một cách cung kính. Nhân viên bảo vệ nhìn thấy cụ già thì sợ tới mức toàn thân run rẩy, đến thở cũng không dám. Có chuyện gì vậy? Cụ già hỏi. Xin báo, có người đã lấy trộm thẻ VIP của hàng tinh chúng ta, còn đã thương khách hàng cách. Tôi đang dẫn dắt các anh em tiến hành bắt giữ. Ồ, cho tôi xem thẻ. Bảo vệ đưa thẻ lên. Cụ già nhìn thoáng qua, vẻ mặt tức khắc thay đổi, Bà bước nhanh đến trước mặt Giang Sách, trên mặt chợt nở một nụ cười. "Thần y Giang, là cậu à?" Giang Sách liếc mắt nhìn, cụ già trước mặt này đúng là người anh gặp trên máy bay lúc sáng. "Xin chào bà." Nhìn thấy Giang Sách quen thuộc với cụ bà như thế, bảo vệ sợ tới mức sắc mặt xanh mét. Vốn dĩ muốn thể hiện trước mặt cụ bà, nhưng hiện tại đã hoàn toàn làm hỏng hết rồi. Trong tình huống này, dù là tên ngốc cũng có thể thấy rằng Giang Sách không phải người thường. Giang sách lúng túng nói, tôi vốn chỉ muốn sử dụng thẻ này để tiêu dùng thôi, nhưng không ngờ lại bị hiểu lầm là kẻ trộm, còn cả cách. Cụ bà xua tay. Thần y Giang không phải nói nhiều, tôi rõ nhân phẩm của cậu. Bà quay đầu lại liếc mắt nhìn nhân viên bảo vệ, giọng điệu lãnh đạm nói, cởi bộ đồ này ra, đến bộ phận tài vụ kết toán tiền lương, đi khỏi đây. Một câu thôi đã đuổi việc bảo vệ. Nhân viên bảo vệ quỳ xuống trong tuyệt vọng. Thưa bà, tôi sai rồi tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, tôi thực sự không biết cậu Giang đây là khách quý của bà. Làm ơn hãy cho tôi một cơ hội, van xin bà. Tuy nhiên, cụ bà hoàn toàn không mềm lòng. Bà nói cực kỳ lạnh lùng, nếu cậu không đi thì tôi cũng không khách khí nữa. Nhân viên bảo vệ sợ tới mức tè ra quần, nhanh chóng đứng dậy từ trên mặt đất, cởi bỏ quần áo của nhân viên bảo vệ, không dám nói một lời, ủ rột chạy đến bộ phận tài vụ. Đây không phải là kết thúc, Cụ bà lại nói với cách đang bị thương, cậu tên là cách à. Cách đứng dậy lau miệng, đúng vậy, thưa bà, tôi là khách hàng quen thuộc của cửa hàng bà. Anh ta chưa kịp nói xong, cụ bà đã thản nhiên nói, từ hôm nay trở đi, thẻ VIP của cậu hết hiệu lực, cậu sẽ trở thành thành viên trên danh sách đen của hàng tinh. Sau này cậu đừng đến nữa. Cách ngây ngẩn cả người. Cụ bà, bà có ý gì? Ý còn chưa rõ ràng sao? nếu như sau này cậu còn dám bước một bước vào hàng tinh, tôi sẽ đánh gãy chân của cậu. Cách ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời. Dù thế nào thì anh ta vẫn là kẻ có tiền, cũng thường xuyên tiêu dùng ở đây, thuộc diện khách hàng quen thuộc. Chỉ vì một tên nghèo kết tội nghiệp, cụ bà lại không ngần ngại ghi tên mình vào danh sách đen. Đến tột cùng danh sách này là ai chứ? Anh ta không nghĩ ra được. Cụ bà cũng không cho anh ta có cơ hội suy nghĩ, vung tay lên, lập tức có vài tên vệ sĩ chạy đến và đẩy cách ra khỏi cửa hàng. Quay đầu lại, cụ bà mang nụ cười trên mặt nói với Giang Sách, thần y Giang, tôi vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn với cậu vì chuyện hồi sáng này. Lần này đã mang lại cho cậu quá nhiều rắc rối, thật là có lỗi hết sức. Giang Sách xua tay, cụ bà khách sáo rồi. Cụ bà giơ tay chỉ lên lầu 2, đúng lúc hiện tại đến giờ dùng cơm, thần y Giang, xin hãy cho tôi một cơ hội để tạ ơn hoặc chuộc tội, được hân hạnh mời cậu dùng bữa cơm được không? chương 304, tại sao lại là cái này? Nhiệt tình như thế, làm sao khước từ được đây? Giang sách nước nhìn tô nhàn, hai người không từ chối, đi theo cụ bà lên lầu 2. Lầu 2 của hàng tinh, chỉ những khách hàng VIP mới có thể vào. Ở đây có những trang sức châu báu rất đắt tiền. Đầu đầu cũng có trầu ngọc lấp lánh, ngay cả cung điện xa hoa nhất thời cổ đại cũng chỉ thể thôi nhỉ. Nhìn cái giá kia, không thấp hơn 7 chữ số. Một món đồ trang sức có thể mua được một ngôi nhà. Đôi mắt của Tô Nhàn như muốn lòi cả ra ngoài, nước miếng như sắp chảy xuống. Nếu cô ấy có thể có được một món trong số này, chắc nằm mơ cũng cười đến tỉnh. Giang Sách ho khan một tiếng, nhẹ giọng nói, "Chú ý hình tượng." Tô Nhàn nhếch miệng không vui. Cảnh tượng này bị cụ bà thu vào mắt, bà hồ hởi nói, "Con gái mà, thích những thứ này đều là phản ứng tự nhiên." Khi còn trẻ, tôi còn điên cuồng hơn để có được một món đồ trang sức. Suốt ngày tôi đều náo loạn với tử quỷ. Chỉ là thời gian trôi nhanh, mấy chục năm trôi qua trong nháy mắt, trang sức của tôi càng ngày càng nhiều, nhưng tử quý ông ấy đã không còn ở bên cạnh nữa. Hai, cụ bà đau lòng lau nước mắt, đưa tay ra rồi thuận miệng nói: Cô bé này, tất cả những món đồ trang sức ở đây, cô xem thích cái nào thì cứ lấy. Hả, cái này, tôi nhàn có hơi được yêu ái mà lo sợ cụ bà cười nói châu báu trang sức dù sao cũng là vật ngoài thân ở tuổi tôi chết cũng không đem xuống mổ được thà giao cho vợ chồng trẻ để kết thành một mối lương duyên hai má của tôi nhàn đỏ bừng cụ bà không phải thực ra chúng tôi không phải cô ấy muốn nói ra tình hình thực tế những lời nói đến bên miệng lại không thể thốt thành lời bọn họ không phải là người yêu của nhau nhưng tình cảm của tôi nhàn là vô cùng chân thật Cụ bà mỉm cười, con người sống trên đời nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Mình có thích hay không, trong lòng không rõ sao, mặc dù không có được thì như thế nào, chỉ cần từng có được là đủ rồi. Hãy nhớ lấy giây phút này, trân trọng hiện tại, tận hưởng khoảnh khắc người ấy vẫn làm bạn ở bên cạnh cô. Về sau dù già đi cũng còn lại dư vị. Dù sao cụ bà cũng là người từng trải, không cần tô nhàn nói thêm gì, bà liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra quan hệ trong đó. Đến tuổi này của bà, Tất nhiên là không cần phải gò bó gì. Tất cả, hạnh phúc là tốt rồi." Tôi nhàn gật đầu, "Vậy cụ bà, tôi sẽ không khách khí nữa." Cô ấy nhìn quanh, thích cái này, yêu cái kia, cuối cùng thì hoa mắt không biết chọn cái nào. Cụ bà cười nói với Giang Sách, "Thần y Giang, chỉ bằng cậu giúp đỡ chọn một món đi." Tôi, "Ừm, tôi tin rằng chỉ cần là cậu chọn, cô gái này nhất định sẽ thích." Giang Sách cũng không tiện từ chối, quét mắt một vòng Cuối cùng chỉ vào một chuỗi vòng cổ bằng ngọc bích nói cái này đi. Mọi người nhìn nó, Tô Nhàn tò mò hỏi, tại sao lại là cái này? Giang Sách giải thích, bởi vì anh cảm thấy chiếc vòng cổ này rất giống với em, trẻ trung và tươi sáng, nhưng ngây thơ và tốt bụng bên ngoài nóng bỏng, bên trong nhút nhát như nụ hoa chờ nở. Đôi má Tô Nhàn đỏ bừng như quả táo chín, cả người không tự giác cúi đầu xuống. Tình cảm từ từ dâng lên trong lòng cụ bà mỉm cười ra lệnh cho người mở nắp và từ tay lấy chiếc vòng cổ ngọc bích ra. Nào, đeo vào xem thử. Cụ bà cố tình, dở trò xấu, đưa. chương 305, là nói cậu có tử lượng tốt sao? Ít nhất là giờ phút này, người đàn ông trước mặt thuộc về bạn. Ngay cả khi bạn giả vờ rằng anh ấy thuộc về bạn, vậy thôi cũng đủ rồi. Giang sách tự tay đeo chiếc vòng cổ ngọc bích cho tô nhàn. Giờ khắc này, khóe mắt của tô nhàn có nước mắt chảy xuống đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Sao lại khóc? Không, không có gì. Tô nhàn xoay người lau nước mắt, đứng trước gương ngắm nhìn chiếc vòng ngọc. Quả nhiên, nó rất phù hợp với cô ấy. Cô ấy cầm sợi dây truyền bằng cả hai tay, có được sự thỏa mãn lớn nhất. Cụ bà ho khan một tiếng, hai vị, bữa tối đã bắt đầu, mời đi cùng bà già này qua dùng bữa. Dưới sự dẫn dắt của cụ bà, mọi người cùng nhau đi lên lầu ba tầng 3 là nơi chỉ có nội bộ mới có thể đi lên, người ngoài hoàn toàn không được phép lên. Có thể cho phép giang sách đi lên cũng là một ngoại lệ. Lên đến tầng 3, chỉ thấy khắp nơi là cây cột chạm trổ, nguy nga tráng lệ. Đây là cung điện hoàng gia, thực sự. Đi đến cuối có thể thấy một chiếc bàn dài, các nhân vật trọng yếu của bên trong gia tộc đều đã yên vị. Một người đàn ông trong số đó trông có vẻ trung hậu với bộ rear mép bước đến và nắm lấy tay cụ bà. Mẹ, con nghe nói mẹ ở trên máy bay. Cụ bà nháy mắt ý bảo ông ta đừng nói thêm gì nữa, sau đó cụ bà giới thiệu Giang sách với người đàn ông trước mặt. Thần Y Giang, đây là con trai lớn của tôi Kỳ Trấn. Kỳ Trấn đi tới, kích động nói cậu chính là thần Y Giang. Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều, nếu không có cậu, mẹ tôi không biết sẽ gặp phải tình huống khủng khiếp nào nữa. Cậu đã cứu mẹ tôi, tôi không có cách nào báo đáp, xin nhận một lại của tôi. Giang sách hoảng sợ. Tuổi của kỳ trấn lớn hơn anh 20 tuổi, dập đầu với anh trước mặt mọi người thì không hay lắm nhỉ. Anh mau chóng ngăn lại. Ông kỳ, không cần khách khí. Thấy quỳ không được, vì thế kỳ trấn bưng một chén trà nói, gan của tôi không tốt lắm, không thể uống rượu. Tôi dùng trà thay rượu kính thần y giang một ly. Nói xong uống cạn một hơi. Thấy ông ta làm người hào sảng, nghĩa khí lúc tham gia quân ngũ của giang sách được khơi dậy, anh đưa tay ra cầm ly rượu vậy tôi cũng đáp lễ ông kỳ một ly. Giang sách uống một hơi cạn sạch. Thần y Giang, tử lượng tốt lắm. Dưới sự dẫn dắt của kỳ trần, tất cả mọi người đều vỗ tay hoan nghênh. Đang thời khắc hòa hợp và được mọi người chào đón, một giọng nói gàn dở phát ra từ cầu thang. Là ai tử lượng tốt? Cậu! Sắc mặt của mọi người tức thì thay đổi, cả đám cấp cao của gia tộc xoay người lại, chẳng hề muốn nhìn người đến. Cộc, 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 sau vài tiếng bước chân, chỉ thấy một người đàn ông đáng khinh xấu xí với khuôn mặt tàn nhang, vừa nhìn đã thấy không phải là thứ gì tốt đẹp. Đặc biệt là giọng nói ông ta nói chuyện giống như lấy móng tay vượt qua tấm kính vậy, khiến người ta nghe xong mà tê dại hết cả ra đầu. Người này chính là con trai thứ hai của cụ bà Kỳ Dương. Kỳ Dương nhìn thoáng qua giang sách là nói cậu có tử lượng tốt sao. Giang sách lịch sự mỉm cười, nhưng không trả lời. Kỳ Dương chỉ vào chính mình, biết tôi là ai không? ngàn chén không say, biệt danh người ngoài đặt cho tôi túy tử tiên. Ở trước mặt tôi mà cậu cũng không biết xấu hổ xưng là tử lượng tốt ư. Si, trên mặt tôi nhàn tỏ vẻ bất mãn, người này bị sao vậy? Vừa đến đã trách mắng người khác, y hệt đồ thần kinh. Cô ấy muốn tranh luận vài câu, nhưng lại bị giang sách ngăn lại. Loại người này, tranh luận với ông ta không có kết quả tốt. Hơn nữa mình là khách, người ta lại là chủ nhà, cũng không tiện nổi giận quan trọng nhất là nếu ở Mỹ bất hòa với Kỳ Dương sẽ làm tổn thương thể diện của cụ bà. Không đáng, Kỳ Trần lại chịu không nổi, bất mãn nói, chú hai, chứ đừng có quậy nữa. Thần y Giang Chính là ân nhân cứu mạng của mẹ, không thể đắc tội. Ân nhân cứu mạng ư, ha ha, chương 306, thần y Giang. Kỳ Dương nhìn về phía Kỳ Trấn, không nhắc tới chuyện này thì còn ổn. Nhắc tới chuyện này, bụng em liền đầy lửa giận. Anh cả, anh làm việc kiểu gì vậy? Thuốc của mẹ đều đưa qua tay anh mà tới, sao anh lại không cẩn thận như vậy, để mẹ uống thuốc không đạt tiêu chuẩn? May mà mẹ cát nhân có thiên tướng, nếu có chuyện gì xảy ra, anh chính là tội nhân số một của nhà họ kỳ chúng ta. Kỳ chấn bị mắng mà không còn lời nào để nói. Quả thật, thuốc của cụ bà đều là do kỳ chấn tự tay xử lý. Thuốc xảy ra chuyện thì tất nhiên ông ta là người đứng mũi chịu sao. Kỳ Trấn và Kỳ Dương luôn mâu thuẫn về tài sản của gia tộc. Bây giờ lại xảy ra việc này, Kỳ Dương lại không tiếc hết thảy mà bôi đen Kỳ Trấn. Một gia tộc khổng lồ như vậy, nhiều tiền như vậy, tuổi của cụ bà cũng đã lớn, sẽ cưới hạc bay về trời bất cứ lúc nào. Đến lúc đó, gia sản sẽ được phân chia như thế nào? Hiện tại là cụ bà làm chủ lo liệu việc nhà, Kỳ Trấn được chăm sóc đặc biệt cho bà cụ, khó tránh khỏi đến lúc đó Kỳ Trấn sẽ được chia nhiều. Nghĩ đến đây, Kỳ Dương liền cảm thấy khó chịu trong lòng, hận anh cả mình không thể mau chóng chết đi, như vậy sẽ không có ai cướp đoạt gia sản cùng với ông ta nữa. Sự bất hòa giữa hai người con trai là điều khó chịu nhất trong lòng của bà. Bà thở dài nói, được rồi, các con đừng nói gì nữa. Chuyện này dừng ở đây, không ai được phép nhắc lại chuyện này. Không được. Kỳ Dương hung tợn nói, mẹ đã chịu bao nhiêu khổ sở rồi chứ. Không nhắc tới là không nhắc tới sao. Kỳ Trần hỏi, vậy chú muốn tôi làm gì? Tự sát xin lỗi sao? Kỳ Dương cười ha ha, đừng nói khó nghe như vậy, anh là anh cả của em, anh em ruột thịt làm sao có thể giết lẫn nhau. Em cũng không cần anh làm gì cả, chỉ cần anh. Ông ta đi tới bên cạnh bàn, lấy ra ba cái bát lớn xếp từng cải một rồi khui một chai rượu trắng, rót đầy hết ba bát. Đặt bình rượu xuống và chỉ vào ba bát rượu. Anh cả, nếu anh thật lòng biết sai rồi thì cứ uống hết ba bát này nhận tội với mẹ. Gương mặt kỳ trấn bỗng chốc tái nhợt. Điều này có khác gì với việc lấy đi mạng sống của ông ta? Sắc mặt cụ bà tối sầm lại, giống lên, đủ rồi. Thằng hai, con đang quậy cái gì vậy? Không biết gan của anh cả con không tốt, không thể uống được rượu sao? Đụng đến một giọt thôi đã đau không chịu nổi, con còn bảo nó uống ba bát, con định giết anh cả của mình à? kỳ dương cười lạnh một tiếng mẹ mẹ thiên vị đây là rượu không phải thuốc độc con vẫn chưa nghe nói ai uống rượu có thể uống tới nỗi chết người cả gan của anh cả không tốt nhưng không có nghĩa là không uống được dù chỉ một giọt anh ấy vẫn có thể uống một chút nếu anh ấy có thể chịu đựng nỗi đau và uống xong ba bát rượu điều đó có nghĩa là anh ấy thực sự biết rằng mình đã sai và sẵn sàng dùng nỗi đau để chuộc tội ngược lại thì có nghĩa là anh ấy chỉ bô bô cái miệng hoàn toàn không phải thật sự biết sai rồi. Ánh mắt của mọi người đều đồng loạt nhìn về phía kỳ trấn, chờ đợi câu trả lời của ông ta. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần là người cần thể diện thì không có lý do gì mà không uống. Bên cạnh đó, kỳ trấn còn là một người vô cùng cần thể diện. Hừ, không phải chỉ là ba bát rượu thôi sao? Tôi uống. Kỳ chân bước tới bàn và đưa tay định nhấc cái bát lên, nhưng đã bị một bàn tay mạnh mẽ có lực giữ lại. Ông ta muốn tránh thoát cũng không thể thoát ra được. Ngẩng đầu lên mới nhận ra là Giang Sách đang giữ lấy ông ta. Thần Y Giang. Chương 307, đó là rượu, không phải nước sôi. Giang Sách nhẹ giọng nói, ông Kỳ, dựa theo nét mặt và hơi thở của ông thì gan của ông cũng không đơn giản là một căn bệnh vụn vặt thôi đâu. Lúc bình thường chăm sóc tốt thì không có chuyện gì, nhưng một khi đụng đến rượu, thập tử vô sinh. Những nhận xét này rất đáng sợ nhất là từ miệng bác sĩ nói ra lại càng đáng sợ kỳ dương cười khẩy nói được rồi các người đừng đóng kịch nữa chê tôi không nhìn ra được sao không có một chút thành ý nào ha ha người như vậy còn muốn kế thừa chức vị gia chủ u tôi khinh sắc mặt kỳ trần càng ngày càng khó coi giang sách mỉm cười vỗ nhẹ lên mu bàn tay ông ta ra hiệu cho ông an tâm một chút chớ nóng này giang sách ho khan một tiếng nói tôi sẽ uống ba bát rượu này thay cho ông kỳ coi như là để chuộc lỗi thay cho ông kỳ cậu kỳ dương vui vẻ cậu là ai cậu cũng xứng chuộc tội thay cho anh cả tôi thôi giang sách nói tôi không là cái gì cả thấp cổ bé họng như vậy đi không phải ông được xưng là ngàn chén không say túy tử tiên sao vậy tôi cùng uống với ông một lần ông uống một bát tôi uống ba bát ông không dừng tôi không dừng Ông nghĩ khi nào hình phạt đã đủ thì dừng lại. Như thế có ổn không? Tất cả mọi người có mặt đều trợn tròn mắt, đây không phải là một hành động dại dột sao? Đó là rượu, không phải nước sôi. Hầu hết mọi người uống ba bát cũng đã không ổn rồi, huống chi là uống theo cách này. Phải biết rằng, Kỳ Dương có danh hiệu ngàn chén không say. Tuy rằng hơi cường điệu, nhưng tử lượng của ông ta rất tốt là chuyện không còn gì phải nghi ngờ, tử lượng 7-8 bát vẫn phải có kỳ dương một bát giang sách phải theo ba bát theo cách uống rượu này thế nào cũng phải uống đến chết kỳ trần kéo ống tay áo của giang sách thần y giang cậu không cần phải đến mức này vì tôi giang sách khoát tay hỏi kỳ dương thế nào dám chơi không kỳ dương cười ha ha nếu cậu sẵn lòng chết thì tôi sẵn lòng chôn tôi uống một bát cậu uống ba bát đúng không được rồi cậu đã nhất định muốn tìm cái chết tôi cũng sẽ không khách sáo nói xấu thì nói trước một lát nữa nếu cậu không uống được tôi tìm người rót cũng phải rót cho hết yên tâm đi tôi nhất định uống được không lằng nhằng nữa nào kỳ dương bưng bát rượu lên ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch không thể không nói tử lượng của kỳ dương thật sự không tệ uống xong một bát rượu sắc mặt ông ta không chút thay đổi giang sách vẫn bình tĩnh rót đầy rượu ừng ực nuốt sạch núi sông chỉ trong tích tắc đã uống hết ba bát rượu sau khi uống xong, anh lau miệng, mặt không đỏ, thở không gấp. Không có việc gì. Tất cả mọi người đều yên lặng giơ ngón tay cái lên. Thần Y Giang không chỉ có y thuật cao mà tử lượng cũng rất cao. Kỳ Dương gật đầu, được đấy, có chút tử lượng, chẳng trách cậu còn dám thách thức tôi. Nào, ông ta lại bưng lên một bát rượu, Giang sách theo sát ba bát. linh 308, bà không chê tôi ăn ké uống ké là được. Đó là bát ăn cơm, đồ uống còn là rượu trắng. Người bình thường đều đã ngất đi từ lâu rồi, kỳ dương còn có thể đứng vững thì coi như là tử lượng khá được. Lại nhìn giang sách, mặt không đỏ, thở không gấp, nhàn nhã bưng đầy ba bát rượu. Lại nữa sao? Trong lòng kỳ dương như có vạn câu chửi thề chạy qua, trong lòng thầm nhủ đây còn là người sao? Mà nó, quả thực chính là một con quái vật mà. Tính toán thì giang sách cũng phải uống 24 bát rượu rồi, sao vẫn chưa say? cho dù không say thì cũng không gắng gượng được nữa chứ nhỉ uống rượu nhiều năm như vậy lần đầu tiên kỳ dương gặp kỳ phùng địch thủ đập mạnh vào bàn quát tiếp tiếp đi ông ta bưng bát lên muốn uống kết quả bởi vì thực sự đã uống quá nhiều nên ngay cả cái bát cũng không cầm nổi một tiếng binh vang lên rượu tung tóe ra sàn giang sách mỉm cười được rồi đây cũng coi như là ông uống rồi tôi theo hầu đến cùng không phải nói nhiều, lại uống hết ba bát khác. Lúc này, anh đã hoàn toàn chèn ép kỳ dương, ông ta lỡ tay làm đổ bát rượu, đối phương cũng tán thành xem như ông ta đã uống cạn. Ha ha, tử lượng của hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp chút nào. Kỳ dương còn muốn uống, nhưng lòng có dự mà lực không đủ, ngã cái, bịch, xuống đất, tứ chi trỏng vó nằm trên mặt đất, trong miệng còn nói linh tinh gì đó mà nghe không hiểu. Cụ bà không chịu nổi nữa, phất tay một cái, bảo người ta tạm thời đưa kỳ dương xuống quay đầu lại bà nói với giang sách một cách vô cùng cảm kích thần y giang cậu lại giúp nhà họ kỳ chúng tôi một lần nữa rồi vừa không làm hại con trai thứ hai của tôi mà còn cứu con trai cả của tôi giải quyết thành công một nguy cơ tiềm tàng tôi thực sự không biết nên cảm ơn cậu như thế nào cả ngàn lời tri ân cũng không đủ để bảo đáp đại ân đại đức của cậu giang sách ngược lại nở nụ cười không thèm để ý cụ bà không cần khách sáo tôi chỉ khát nước nên mới muốn uống chút gì đó thôi. Bà không chê tôi ăn ké uống ké là được. Có ân hay không thì đừng nhắc tới nữa. Cụ bà vô cùng cảm động, ngày nay những người trẻ tuổi vừa có năng lực lại vừa có phẩm đức cao thượng như giang sách thật sự là không còn nhiều nữa. Thậm chí có thể nói là ngoại trừ giang sách, hiếm có khó tìm. Cụ bà sống đến từng tuổi này, gặp qua vô số người, có thể nói giang sách là người thần bí nhất và cũng là người mạnh mẽ nhất trong số những người mà bà từng gặp trước giờ bà chỉ nghĩ rằng Giang Sách chỉ giỏi về y thuật. Nay nhìn lại thì về những phương diện khác, Giang Sách cũng không chê vào đâu được, như vậy cũng không có gì lạ khi cô gái bên cạnh kia biết điều đó là không thể mà vẫn yêu anh không ngần ngại. Cụ bà cười vài tiếng, chọc vào lồng ngực Giang Sách. Cậu đỏ, thật là một tên đàn ông biết đánh cắp trái tim người khác mà. Nếu tôi sinh muộn 50, 60 năm, có lẽ cũng sẽ bị cậu mê hoặc đến nỗi không tìm thấy phương hướng lời nhận xét này dẫn đến một chàng cười bộc phát tại hiện trường. Giang sách cúi đầu lúng túng, trong lòng thầm nhủ rằng cụ bà này quá, nghịch ngợm, rồi, còn nói năng không kiêng rẻ gì trước mặt nhiều người như vậy, cái gì cũng dám nói. Tuy nhiên điều đó cũng cho thấy cụ bà là một người phụ nữ chân thành không gò bó gì. Kỳ trấn run rẩy đi lên, nói với vẻ biết ơn, lời cảm ơn đã nhiều rồi nên tôi sẽ không nói thêm nữa. Thần Y Giang, cậu là ân nhân cứu mạng của mẹ tôi, và cũng là ân nhân cứu mạng của tôi từ nay về sau cậu có thể ra vào nhà họ kỳ của chúng tôi tùy ý thích gì thì cứ lấy tùy ý giang sách lắc đầu tôi toàn là dáng vẻ quê mùa nghèo quen rồi đồ của các ông quá quý giá tôi lại không có hứng thú kỳ trấn nghe xong cười ha ha đúng rồi ông ta lấy trong túi ra hai tấm vé đưa cho giang sách thần y giang cậu không thích trang sức đắt tiền kia vậy không biết hai tấm vé này có thể khơi dậy hứng thú của cậu không? Giang sách nhận lấy nó rồi xem thử. Hai vé xem bóng đá. Đội hình thi đấu AC Milan vs Inter Milan. Cả hai đội này đều là những đội hình giàu sang quyền thể nhất trong làng bóng đá. Một trận đấu giữa người giàu với người giàu chắc chắn sẽ tạo nên một trận gió tanh mưa máu. chương 309, hai cô cậu hiện đang sống ở đâu? Một trận so tài lịch sử giữa các đội bóng đến từ Milan sẽ vô cùng kịch tính, một vé còn khó kiếm chứ đừng nói. Ngay cả một gia tộc lớn như nhà họ Kỳ cũng chỉ lấy được có 18 vé. Tuy tấm vé này cũng không tính là mắc, nhưng ít ra nó cũng cho ta thấy được tấm lòng người đưa. Kỳ trấn cười ha hả, thành phố Milan này, ngoài sự thời thượng, hào nhoáng bên ngoài ra thì tiêu chí lớn nhất của người nơi đây chính là bóng đá. Nếu đã đến đây rồi còn không xem bóng đá thì coi như đến cũng như không ấy mà. Giang sách gật gật đầu. Đi xem bóng đá thư giãn đầu óc cũng tốt, ít ra thì vẫn khỏe hơn là việc dẫn tô nhàn đi mua sắm quần áo với túi sách các kiểu. Kỳ Trấn nói, ngày mai cả nhà chúng tôi sẽ đi xem trận đấu cùng nhau, thần y Giang, lúc đó cậu hãy đi cùng đi, chúng tôi sẽ khiến cậu cảm nhận được thế nào là bầu không khí sôi động của thành phố bóng đá này. Được, cụ bà thúc giục mọi người mau chóng ngồi xuống, bà già này đói bụng lắm rồi đấy, tới đây ngồi đi, cùng ăn cơm nào, Đừng đứng chờ ra đấy nữa. Mọi người vui vẻ ngồi xuống, hân hoan nâng cốc mời rượu nhau. Còn Tô Nhàn thì đói sắp không chịu nổi nữa rồi, nên vừa ngồi xuống bàn cô ấy đã quét sạch toàn bộ, mặc kệ những người đang có mặt trên bàn ăn, chính thức coi bọn họ là không khí. Giang Sách họ nhẹ một tiếng nhắc nhở, ăn từ từ thôi, không ai tranh ăn với em đâu. Cụ bà thấy vậy thì cười ha ha, không sao hết không sao hết, cứ ăn thoải mái đi bà già này lại rất thích những đứa trẻ tính tình thẳng thắn thế này, tốt lắm, rất tốt. Sau khi uống đủ rượu, ăn no cơm, giang sách và tô nhàn đứng dậy tạm biệt mọi người. Cụ bà lên tiếng hỏi, hai cô cậu hiện đang sống ở đâu? Trước mắt chúng tôi đang sống ở khách sạn mà công ty du lịch sắp xếp. Ô, vậy thì nó chắc hẳn cũng không phải khách sạn quá tốt đâu nhỉ, chỉ sợ ở thế sẽ có nhiều bất tiện cho hai cô cậu. Hay thế này đi, trời cũng tối rồi, không còn sớm nữa, nếu hai cô cậu không chế thì có thể ở lại nhà bà già này không cần về khách sạn nữa giang sách vốn muốn từ chối nhưng anh lại không nỡ cự tuyệt lòng hiếu khách của cụ bà cụ bà gọi một người làm trong nhà tới kêu anh ta dẫn giang sách và tô nhàn vào phòng nghỉ ngơi lúc này hai người cũng không từ chối gì nữa đi theo sau tên người làm lên tầng sâu tìm một gian phòng sạch sẽ rồi mở cửa bước vào sau khi đã chuẩn bị xong xuôi tất cả tên người làm lập tức rời đi ngay mãi cho đến khi người làm đó ra khỏi phòng Giang Sách mới xấu hổ nhận ra một điều, đó là tên người làm kia chỉ chuẩn bị cho bọn họ một căn phòng duy nhất. Như vậy cũng có nghĩa, tối hôm nay anh và Tô Nhàn phải ở chung với nhau. Và điểm mấu chốt chính là, căn phòng này chỉ có một chiếc giường. Giang Sách cạn lời, chẳng lẽ cụ bà đó thật sự cho rằng anh và Tô Nhàn là người yêu của nhau hay sao? Tô Nhàn thì ngược lại với anh, cô ấy mừng thầm trong lòng tuy nhiên trên mặt lại không có bất kỳ biểu hiện nào bất thường cả. Cô ấy chống nạnh, ra vẻ tức giận nói, anh rể, giờ tính sao đây? Chắc anh cũng không định ngủ chung giường với em đâu nhỉ? Tuy ngoài mặt thì tỏ vẻ giận dữ, nhưng thực tế nội tâm cô ấy đang gào thét, không ngừng khẩn cầu Giang sách hãy trả lời đồng ý. Đáng tiếc là, Giang sách duỗi tay với lấy một chiếc khăn trên giường, đem trải xuống nền đất. Đêm nay, em ngủ trên giường, anh sẽ ngủ dưới đất tôi nhàn mím miệng cảm thấy mất hứng hừ vậy thì anh cố mà giữ đúng bổn phận của mình đừng có làm chuyện xấu gì đấy nếu anh dám nhân lúc em ngủ say sấn tới chỗ em rồi xuống tay thì lúc nào về nhà em sẽ nói với chị đấy giang sách thở dài một hơi cả kể có cho thêm một cái lá gan anh cũng không dám làm giờ cũng không còn sớm nữa hơn nữa hai người cũng đã mệt mỏi suốt cả ngày nay rồi ban đầu là ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ rồi lại đánh nhau, giờ đến uống rượu nên cũng người kiệt sức, ngựa hết hơi từ lâu rồi. Tô nhàn cởi áo khoác, dép lê và tất. Bàn chân trần trụi đi về phía phòng tắm, vừa đi vừa nói, em đi tắm đây, anh không được nhìn lén đâu đấy. Giang sách lắc đầu cười khổ. chương 310, em đừng làm loạn, nguyên vậy cũng đủ để thỏa mãn trí tưởng tượng của đàn ông. Chỉ thấy đằng sau tấm kính thủy tinh kia, bóng dáng người phụ nữ đang cởi bỏ lớp quần áo, sau đó xả nước tắm rửa dáng người đẹp hoàn mỹ của tô nhàn hoàn toàn hiện rõ mồn một trên lớp kính thủy tinh mờ, mặc dù không nhìn được những chỗ chủ chốt, nhưng dáng người kia cũng đủ để mê hoặc người khác rồi. Nếu đổi lại là bất kỳ người đàn ông nào khác, nhìn thấy cảnh này, họ đã thèm nhỏ rãi từ lâu rồi. Giang sách khẽ lắc đầu, anh quay mặt đi hướng khác, bật tivi lên xem. Chuyện khiếm nhã không nên coi. Trong lòng anh chỉ có một người là Đinh Mộng Nghiên, chưa kể tô nhàn lại là em gái của Đinh Mộng Nghiên, vậy nên anh quyết không thể làm càn làm ẩu chỉ nghĩ cũng không được phép nửa giờ sau tôi nhàn rửa mặt trải đầu xong tự nhiên kêu lên một tiếng giang sách quay lại nhìn anh hỏi chuyện gì vậy tôi nhàn nói với giọng nũng nịu ôi anh rể em đi tắm mà quên không cầm quần áo theo rồi anh lấy hộ em được không Hả? giang sách muốn đứng tim quá chuyện kiểu này mà vẫn làm được sao anh xấu hổ đến nỗi mặt mày đỏ bừng nói lời chính đáng không được anh không đi đâu em tự ra lấy không được à tô nhàn đứng trong phòng tắm vừa ngại vừa giận cô ấy nói anh dễ anh muốn em trần trụi như này chạy ra lấy quần áo sao có phải anh muốn em làm vậy để tiện cho anh nhìn lén không hả giang sách thực sự cạn lời giờ biết thế nào mà làm đây có điều nếu cẩn thận ngẫm lại thì cũng đúng anh cắn chặt răng đứng dậy đi tới bên cạnh vali hành lý của tô nhàn hỏi muốn mặc quần Áo gì? À, áo ngủ là được rồi. Giang Sách hít sâu mấy hơi, anh mở vali ra, tìm áo ngủ, nhưng kết quả còn chưa tìm được cái áo ngủ nào thì một đống đồ nội y đã bắn ra ngoài, rơi vương vãi trên nền đất. Mùi hương đẹp đẽ đặc trưng của cô gái đang tuổi xuân thì phả vào lỗ mũi, khiến Giang Sách phiền muộn cực kỳ. Anh liên tục nuốt nước miếng, cẩn thận thu gọn đống đồ nội y rơi tung tóe lại, sau đó tiếp tục tìm áo ngủ giang sách hít sâu một hơi rồi đứng dậy đi tới đứng trước cửa phòng tắm nói áo ngủ đây anh đưa cho em kiểu gì được anh quay người đi chỗ khác cầm quần áo tiến lại gần hơn chút là được được giang sách nghe lời xoay người đi sau đó cửa phòng tắm nhẹ nhàng mở ra anh dựa theo chỉ thị của tô nhàn cầm quần áo tiến lên chút vốn tưởng tất cả sẽ kết thúc ở đây những ai ngờ tô nhàn nắm lấy cánh tay giang sách rồi đột nhiên cô ấy dùng sức kéo mạnh anh vào bên trong, lúc này Giang Sách không nhìn cũng không được nữa rồi. Anh lại nhớ tới thân hình đẹp mỹ miều hiện trên tấm kính thủy tinh mờ khi nãy, nhớ tới giọng nói mềm mại của Tô Nhàn, nhớ tới đống đồ nội y của thiếu nữ rơi ra khỏi vali. Giang Sách máu nóng dồn lên não, cảm giác cả người khô nóng, khó chịu vô cùng. Tô Nhàn, không thể. Em đừng làm loạn. Sau khi tiếng giống to của Giang Sách qua đi, điều xấu hổ xảy ra chính là Tô Nhàn ung dung đứng trước mặt anh quần áo đã mặc chỉnh tề. Từ trên xuống dưới đều che đậy kín mít. Anh rể, anh mới nói cái gì không thể cơ. Tô Nhàn cố ý hỏi lại. Ừm, Giang sách xấu hổ nuốt nước miếng. Nhưng Tô Nhàn lại đột nhiên, hiểu ra, cô ấy chỉ chỉ vào Giang sách nói, anh rể, có phải anh nghĩ em vẫn trần trụi đúng không? Không phải anh đang nghĩ em muốn làm với anh mấy chuyện vớ vẩn đấy chứ hả? Trời ơi, anh rể, anh thật háo sắc nha. Giang sách hết đường chối cãi đáng thương cho một người đường đường là chiến thần Tu La, lúc ở trên chiến trường thì anh dũng giết địch, ra tay mà mặt không đổi sắc, vậy mà giờ phút này lại chịu thua bởi một cô nhóc. Bị một cô gái đang tuổi xuân thì đùa giỡn đến nỗi xoay vòng vòng. Anh hừ lạnh một tiếng, nhàm chán. Anh xoay người đi ra khỏi phòng tắm. Tô nhàn che miệng cười khúc khích, đây là lần đầu tiên cô ấy chiếm thế thượng phong trước giang sách. Trái tim giang sách vẫn nhảy loạn trong lồng ngực, không biết bắt đầu từ khi nào mà hình bóng cô gái đang tuổi xuân thì ấy đã chiếm trọn một vị trí nhỏ trong tâm trí anh, khiến anh dù có muốn cũng không thể dứt ra được. Chương 311, đây là một sân bóng rất đặc biệt. Anh nằm trên nền đất, kéo chân đắp lên người mình. Chỉ cần nhắm mắt lại thôi là dáng vẻ tuyệt đẹp phản chiếu lên tấm thủy tinh mờ của Tô Nhàn sẽ lại hiện hữu trong đầu anh. xinh đẹp, trẻ trung, gợi cảm và không thể quên được. Dòng nước rục phóng rót vào lòng giang sách, quấy rối làm tâm trạng anh càng thêm hỗn loạn bất an. Dù đã nhắm hai mắt lại, dù cả thể xác và tinh thần đều đã mệt mỏi, nhưng trí não lại hoạt động vô cùng tỉnh táo, khiến anh không thể ép mình chìm vào giấc ngủ. Lúc này, Tô Nhàn đi ra, trên người mặc bộ đồ ngủ, mùi hương từ cơ thể cô ấy tràn ngập khắp căn phòng. Một mùi hương đặc trưng của thiếu nữ khiến bất cứ người đàn ông nào ngửi thấy cũng không chịu nổi. Hơn nữa, cô ấy còn không mặc nội y lúc đi hai đồi núi cứ nảy lên nảy xuống, khiến sự gợi cảm của người thiếu nữ lộ ra không sót điểm nào. Giang sách vẫn cố gắng nhắm nghiền hai mắt. Tô nhàn bò lên giường, với tay lấy chân đắp lên người, giơ tay đặt lên nút công tắc bật tắt đèn phòng. Anh rể, ngủ ngon. Một lời nói nhẹ nhàng thốt ra, ngón tay khẽ động, lạch cạch, đèn đã tắt. Tô nhàn lặng lẽ nằm trên giường. Lúc này, căn phòng trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết, thậm chí họ còn có thể nghe rõ tiếng hít thở đều đều của đối phương một nam một nữ ở chung một phòng cả hai đều đang trong trạng thái tim sao động bất an nhưng vì thân phận của chính mình bọn họ không thể không đè nén trái tim đang rung động của mình xuống có đôi khi bỏ lỡ chính là bỏ lỡ mặc dù có cố thích thì cũng vô ích mặt trăng lơ lửng ngoài cửa sổ nó giống như ngọn đèn vô tận ánh trăng xuyên qua cửa sổ dọi vào hai con người vĩnh viễn không thể ở bên nhau chua sót khổ sở, nhưng cũng ngọt ngào. Một đêm không ai nói với ai lời nào, thời gian trôi nhanh, rất nhanh sau đó, trời đã sáng, ở phía đông xa xa, mặt trời đã mọc. Nhân lúc tô nhàn còn chưa tỉnh ngủ, giang sách đã tắm nước nóng và thay một bộ quần áo sạch sẽ. Lúc anh rửa mặt trải đầu xong cũng vừa đúng lúc đi ăn sáng với tô nhàn. Hoạt động của ngày hôm nay vẫn như cũ, đó là mua mua mua. Khác cái là 2 giờ chiều hôm nay, Kỳ Trấn đã cho người tới đón cả hai tới sân bóng Miyaza San Siro của thành phố Milan. Đây là một sân bóng rất đặc biệt. Hai đội bóng siêu cấp giàu có quyền thế của thành phố Milan, Inter Milan và AC Milan sẽ cùng đứng chung sân. Và đây chính là sân nhà chung của hai câu lạc bộ lớn. Hôm nay, bọn họ sẽ chém giết, đấu đá lẫn nhau để quyết một phân thắng bại tại đây. Người dân ở thành phố Milan này cơ bản đều là những người mê bóng đá, cả cụ bà và kỳ trấn cũng không ngoại lệ, thậm chí, bọn họ còn là người hâm mộ của đội bóng AC Milan. Hôm nay, cụ bà còn đặc biệt mặc áo đồng phục của AC Milan đi để cổ vũ. Bà dẫn theo kỳ trấn, giang sách và tô nhàn, cả ba cùng tiến vào sân bóng, đi về phía hàng ghế dành cho khách VIP, ngồi trên cao nhìn xuống, hưởng thụ cuộc cắn xé của hai con ác thú. Mà giờ này khác này, trong tiệm châu báu hoành hành, một thế lực khác đang ngo ngoe dục dịch. Phòng trên tầng 6, Kỳ Dương đưa tay lên dụi mắt, sau đó ôm cái đầu đau như búa bổ ngồi dậy, ông ta cảm thấy bụng mình nóng như bị thiêu đốt, ngước mắt lên nhìn thì thấy một người đàn ông khác đang đứng trước mặt mình pha trà. "A, à, tỉnh rồi." Người đàn ông nọ đưa cốc trà tới trước mặt Kỳ Dương, nói, "Đây là trà giúp giải rượu, ông uống đi." Lúc này Kỳ Dương mới nhớ ra chuyện tối qua ông ta thi uống rượu với Giang Sách. Tối qua ông ta bị chút say tới nỗi rối tung rối mù, thất bại thảm hại trước anh. Sai đến mức được người ta đỡ lên giường là nằm ngủ như chết. Ông ta ngủ một mạch từ lúc đó, giờ tỉnh dậy đã là 2 giờ chiều. Ông ta uống một ngụm trà, vừa nhìn đồng hồ, ông ta sợ hãi chạy vội ra khỏi giường. "Đã giờ này rồi cơ à, Rip, cậu không biết đánh thức tôi dậy à?" Chương 312, vậy là ông có thể kê cao gối mà ngủ rồi. Nếu lỡ hỏng kế hoạch của ông chủ thì phải làm sao bây giờ? Người đàn ông với tên gọi Rip kia vẫn từ tốn rót trà, bình tĩnh đáp lời, trận đấu bắt đầu lúc 2 giờ rưỡi, chưa kể, một trận đấu bóng đá kéo dài cũng khoảng 110 phút, giờ vẫn còn sớm. Ông có thể ngủ thêm một lúc nữa, sẽ không chậm trễ kế hoạch của ông đâu. Giờ này mà còn không chậm trễ nữa à? Cậu cũng giỏi thật đấy. Kỳ Dương vừa thay quần áo vừa nói, mẹ nó chứ, không biết đêm qua chui đầu ra cái gã lạ hoặc có thể uống đến mức độ đó. Nốc 2, 30 bát rượu vẫn tỉnh bơ không hề hấn gì. Nếu không phải tại thằng nhóc đó quấy rối bầy trò thì tối qua kỳ trấn đã bị tôi ép đến chết rồi. Chính cái thằng vô lại này đã cứu bà cụ lúc trên máy bay, nếu không thì bà già đó còn có cửa sống đến giờ hay sao? Cũng trách tôi quá cẩn thận, không tăng các thành phần phòng ngừa rủi ro trong thuốc lên một chút, nên bà già đó mới có khả năng sống sót. Nói như vậy cũng có nghĩa, người động tay động chân với thuốc của cụ bà không phải ai khác mà chính là kỳ dương Rip nói thất bại là mẹ thành công tuy rằng ông đã thất bại liên tục hai lần nhưng ít ra thân phận vẫn chưa bị bại lộ hôm nay đợi khi trận đấu kết thúc cụ ba và kỳ trấn bắt buộc phải chết đó là điều không cần bàn cãi và theo như lời ông thì cái tên thần y gì đó cũng tuyệt đối không thể sống được đến lúc đó vị trí người đứng đầu gia tộc nhà họ kỳ chỉ có thể là ông kỳ dương tưởng tượng đến đây Kỳ Dương vui đến nỗi cười không khép nổi miệng. Ông ta hỏi, cậu sắp xếp người ổn thỏa rồi chứ? Đương nhiên, lần này tôi sắp xếp toàn những sát thủ hàng đầu thế giới không đấy, đừng nói đối phó với. Mấy loại giả dạ yếu sắp chết, ngay cả đi ám sát người giàu số một thế giới cũng không thành vấn đề. Tôi biết bà cụ là fan hâm mộ của AC Milan nên tôi đã sai đám sát thủ đó mặc đồng phục của đội Inter Milan. Đến lúc đó, chỉ cần lấy lý do các fan hâm mộ ẩu đả nhau vì thần tượng, lấy đó làm ngòi nổ để sấn tới giết chết bà cụ và đám người đó là được. Đợi bà cụ và kỳ trấn chết xong, ông sẽ trở thành người đứng đầu của nhà họ kỳ. Hơn nữa, nguyên nhân dẫn đến cái chết của bọn họ chính là bị cuốn vào cuộc ẩu đả giữa các fan hâm mộ bóng đá nên vô tình bị thương. Với lý do này, người trong gia tộc cũng chẳng có cách nào nắm được nhược điểm của ông. Vậy là ông có thể kê cao gối mà ngủ rồi thời gian này quả thực là thời gian hợp lý nhất để kỳ dương nghỉ ngơi và hưởng thụ. Lòng ông ta như nở hoa, giơ tay búng một cái, nói, giờ tôi sẽ đi triệu tập mọi người đến, đợi bà cụ đó chết đi rồi, sẽ lập tức lên nắm quyền nhà họ kỳ. Kẻ nào dám không theo, tôi sẽ giết chết kẻ đấy. Rip nói, kỳ dương, tôi muốn nhắc nhở ông một câu thế này, ông chủ sẽ không giúp không ông đâu, xong việc. Kỳ dương xua xua tay, không cần cậu nhắc nhở, tôi tự hiểu. Đợi mọi chuyện xong xuôi đầu vào đấy, tôi sẽ đích thân đi báo đáp, ông chủ muốn gì tôi sẽ dâng hai tay lên trao cho ngài ấy, cậu cứ yên tâm đi." Rip gật gật đầu, tốt nhất là thế. Kỳ Dương thay quần áo, mặc lên người một bộ đồ tươm tất, sạch sẽ, sau đó, ông ta đứng dậy rời khỏi căn phòng. Sốt ruột đi tìm nhân viên chuẩn bị cướp quyền hành trong 2 giờ tới. Trận chiến này, chỉ được thắng, không được thua. Kế hoạch của Kỳ Dương và Rip cụ bà và những người còn lại không một ai hay biết đương nhiên cụ bà có muốn cũng không thể biết được rằng chính con trai mình lại đi bắt tay với người ngoài để hại chết mẹ của nó chuyện thể này có lẽ với bất kỳ người mẹ nào cũng không thể tưởng tượng nổi chứ nói gì riêng cụ bà đừng nói cụ bà không biết dù cho có biết thật thì bà cũng tuyệt đối không muốn tin giờ phút này cụ bà và đám người giang sách vẫn đang ngồi hưởng thụ trên hàng ghế dành cho khách vip ngồi ở chỗ cao nhìn xuống toàn bộ sân bóng, tất cả đều lọt vào tầm mắt, một chỗ ngồi với view siêu đẹp. Không bao lâu sau, các cầu thủ của hai đội bóng lần lượt tiến vào sân, đứng trước mặt mỗi người cầu thủ là mấy đứa nhóc vòng tay ôm bóng. Chương 313, có điểm không đúng. Tiếng còi trọng tài vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu. AC Milan vượt lên dẫn bóng trước. Cả hai đội đều quy tụ toàn những tên tuổi lớn, tấn công và phòng thủ cực kỳ có trật tự. Ai trong số bọn họ cũng khát khao cái kết quả chiến thắng cuối cùng, một đám người hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang, bước đi tàn nhẫn, đôi chân khỏe mạnh liều mạng danh. Bóng, nhìn cảnh này khiến hóc môn của mọi người như bị châm đốt. Về phía tô nhàn, ngay từ đầu cô ấy đã cảm thấy việc ngồi xem này rất nhàm chán, cô ấy chưa xem bóng đá bao giờ, thậm chí còn nghĩ hơn 20 con người cùng chạy đua tranh nhau một quả bóng thì có gì hay. Nhưng khi trận đấu diễn ra, cô ấy dần hòa nhập vào không khí sôi nổi lúc này, ở hiện trường có khoảng mấy vạn người đang không ngừng hò reo cổ vũ, trong tiếng hò hét của mọi người, cảm xúc của cô ấy như bùng cháy theo. Liều chết lao lên phía trước. Liều mạng. Chống cự. Mỗi màn trình diễn tuyệt vời của các cầu thủ đều tác động trực tiếp tới dây thần kinh của Tô Nhàn, khiến cô ấy không cầm lòng được phải thốt lên câu khen ngợi. 90 phút thi đấu của hiệp đầu tiên cũng đã kết thúc. chung cuộc, AC Milan giành chiến thắng trước Inter Milan với tỷ số 2-1. Trên khán đài phía nam San Siro, nhóm fan trung thành của AC Milan cất cao giọng hát vang bài hát của đội bóng, tiếng hát du dương bay bổng, giai điệu rõng dạc hùng hồn. Dù nghe không hiểu, nhưng Tô Nhàn vẫn cảm nhận được lòng nhiệt huyết tràn ngập sân bóng. Mãi đến khi trận đấu kết thúc, các cầu thủ đã rời sân, nhưng Tô Nhàn vẫn luyến tiếc không muốn đi, cô ấy muốn xem một trận đầu thế này thêm vài lần nữa, thật sự quá xuất sắc. Giang sách cười cười, giơ tay gõ nhẹ vào chán cô ấy. Chúng ta về thôi. Nếu em thực sự muốn xem, thì sau này vẫn còn nhiều cơ hội nữa mà. Tô nhàn gật đầu thật mạnh, dạ. Đoàn người rời khỏi hàng ghế dành cho khách VIP, hòa vào đám đông đi ra khỏi cửa thông đạo. Kết quả, họ vừa mới ra khỏi cửa thông đạo không lâu thì thấy phía trước có một đám người đang cãi cọ ở Mỹ, như là đang tranh cãi một vấn đề gì đó nhìn kỹ mới phát hiện là người hâm mộ hai đội bóng đang đấu võ mồm với nhau. Một trò chơi như thế này không phải trận đấu của riêng các cầu thủ, mà còn là trận đấu của những người mê bóng đá. Đội chủ nhà Inter Milan bại trận khiến người hâm mộ của đội bóng này rơi vào trạng thái phẫn hận, cáu gắt và táo bạo, giờ lại bị fan hâm mộ của đội AC Milan kích hai câu là y như rằng, chớp mắt cái đã vây lại thành một đám lời ra tiếng vào đủ kiểu. Hai bên cái cọ ở Mỹ, sẵn sàng ẩu đả bất cứ lúc nào cụ bà thấy cảnh này thì cười ha hả nói đúng là thanh niên trẻ tuổi bây giờ nóng tính như nhau nếu đổi lại là tôi lúc còn trẻ thì chắc nói được hai câu tôi cũng nhao nhao lên rồi đấy mọi người nghe vậy vui vẻ cười nói mấy câu nhưng khi họ đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên trong phút chốc giang sách phát hiện có điểm gì đó không đúng anh cảm giác được trong đám người này có tồn tại hơi thở hung ác tàn bạo ẩn nấp đầu đó Mặc dù đối phương đã cố đè nén hơi thở lạnh lẽo của mình xuống mức thấp nhất có thể, nhưng trên cương vị một người đã chinh chiến nhiều năm ngoài chiến trường như giang sách, anh có thể cảm nhận được ngay. Hơi thở đó mang đậm mùi giết chóc thực thụ, đây chắc chắn không phải thứ mà người thường có được. Có điểm không đúng. Sau đó, phen hâm mộ hai nhà sông vào đánh nhau, hội trường trở nên náo loạn. Lợi dụng sự hỗn loạn này, có mấy người đàn ông nhảy ra đi về nhóm bà cụ đang đứng. Giang sách bắt đầu cảnh giác, anh đứng chắn trước mặt bà cụ, nhẹ giọng nói, cụ bà, ông Kỳ, tôi nhàn, mọi người lập tức đứng gọn phía sau lưng tôi ngay. Hả, Kỳ chấn sừng sốt, tại sao? Ông ta vừa định lên tiếng hỏi thử nguyên nhân, nhưng chưa kịp nói hết câu đã thấy năm tên đàn ông mặc đồng phục Inter Milan xuất hiện bao vây bọn họ, tên nào tên nấy cũng cao lớn, khỏe mạnh. Kỳ chấn nuốt nước bọt, sốt sắng giải thích các vị, tuy chúng tôi là fan hâm mộ của đội bóng AC Milan thật, nhưng chúng tôi là những người tử tế, chúng tôi tôn trọng đội chủ nhà của mọi người, chúng tôi." Cụ bà lắc lắc đầu, bà giơ một tay ra kéo đứa con trai ngốc của mình lại. "Còn không nhìn ra sao? Bọn họ không phải người hâm mộ bóng đá, họ là những kẻ giết người thuê." Chương 314: Không thể động đậy. Kỳ trấn kinh ngạc đến nỗi không khép nổi miệng, "Sát thủ." Cụ bà liếc mắt nhìn bốn phía xung quanh một lượt, nói, "Sợ là không phải chỉ mỗi năm tên thôi đâu." có lẽ những người mê bóng đã ổ đá ẩu đả nhau, một phần là do bọn họ cố tình dở trò, để nhân lúc hỗn loạn đi giết bà già này. Hoàn toàn chính xác. Nhìn qua thì cụ bà không nằm trong một khuôn mẫu nào hết. Trên thực tế, bà là người có suy nghĩ khá tinh tế và tỉ mỉ. Với kinh nghiệm phong phú, bà đã nhìn thấu ý đồ của đám người này từ lâu rồi. Năm tên sát thủ kia cũng chẳng có ý định thanh minh, bọn họ cùng vò tới chỗ nhóm cụ bà đang đứng. Cụ bà không lùi bước, mà còn tiến lên. Bà vừa bước đi vừa nói, thứ mà bọn họ muốn chính là cái mạng già này, con cá, con và thần y giang mau rời khỏi đây đi, đừng để bản thân liên lụy vì bà già này. Không thể không nói, cụ bà này là một người dám làm dám chịu, bà còn có một tinh thần cống hiến vô cùng mạnh mẽ. Có điều, giang sách đang có mặt ở đây, làm gì có chuyện anh để bà cụ phải hy sinh. Một tên sát thủ trong số 5 người xông tới trước mặt cụ bà, nắm tay lớn to khỏe như móng vuốt hổ múa may trong không trung tạo thành làn gió nhắm thẳng về phía huyệt thái dương của cụ bà đừng nói là một người tuổi già sức yếu dù người đứng đó là một thanh niên trẻ tuổi cũng sẽ không chịu nổi đàn tấn công này bị đánh chúng chắc chắn sẽ chết đó là điều không phải bàn cãi nữa rồi hô nắm đấm vụt trong không trung tạo nên tiếng gió hiển hách bay thẳng về phía cạnh tràn cụ bà nhưng ngay thời khắc người đàn ông nọ sắp làm được việc thì đột nhiên một bàn tay khác đã vươn tới ngăn nắm tay của anh ta lại. Không thể động đậy. Tên sát thủ nheo mắt, khóe miệng cong lên để lộ nụ cười khinh thường. Bọn họ dù gì cũng là binh lính lăn lê bò lết trên chiến trường mấy năm, dám ra tay ngáng chân họ ư. Đúng là tự tìm đường chết cho mình mà. Tên sát thủ muốn rút tay ra khỏi tay giang sách, nhưng anh ta lại xấu hổ nhận ra một điều rằng, dù anh ta có dùng sức thế nào cũng không thể thoát ra được. Ngược lại, anh ta còn bị giang sách dùng một chân đá thẳng vào bụng khiến cả người bay ngược trở lại khoảng bảy tám mét rồi không khống chế được lực mà ngã đập mạnh người lên chiếc thùng rác cụ à nghe lời đi lùi ra sau lưng tôi cụ bà kinh ngạc nhìn giang sách thật không thể tưởng tượng được cậu trai trẻ này không những sở hữu y thuật cao siêu mà khả năng võ nghệ cũng khiến người ta phải sợ hãi mấy tên sát thủ còn lại thấy cảnh này thì lập tức cả đám nhào về phía giang sách tốc độ của sát thủ đương nhiên rất nhanh với con mắt của người bình thường thì chắc chắn sẽ không theo kịp nhưng mà giang sách còn nhanh hơn bọn họ nhiều trông giống như người lớn đang bắt nạt mấy đứa nhóc con người xoay chuyển chỗ này rồi lại chỗ khác giang sách đã né được toàn bộ các đòn tất công của bọn họ anh không để mình bị đánh trúng một chiều nào thậm chí đối phương còn không thể chạm được một góc áo của giang sách khoảng cách giữa hai bên là quá lớn mấy tên sát thủ kia thì kinh hãi trong lòng Tự hỏi, rốt cuộc thì người này là ai? Có thể giữ được bình tĩnh khi đối mặt với nhiều sát thủ cùng một lúc thế này, anh ta thật sự là con người sao? Trong lúc bọn họ đang miên man suy nghĩ, Giang Sách bước một bước dài đi vào giữa đám người bọn họ. Anh xoay tròn, rồi nhảy lên. Một con dao xoẹt qua cổ từng tên sát thủ. Trong nháy mắt, mấy tên sát thủ đã ngã lăn quay trên nền đất, họ giơ tay che cổ, cả người không ngừng run rẩy, tuy là bọn họ chưa chết, nhưng đã bị rút mất khả năng di chuyển rồi. Đến đứng dậy còn không đứng nổi, chứ đừng nói đến đánh nhau. Giang sách lạnh lùng buông một câu, thân là sát thủ mà lại để phân tâm ngay lúc đánh nhau với địch. Xem ra, huấn luyện viên của mấy người vẫn chưa dạy dỗ tốt lắm đâu nhỉ. Hay là, các người vốn dĩ chỉ là một đám sát thủ vô danh đã bị đào thải. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay truyền đến. mười 315, thực sự không có lý do gì để thất bại. Người đàn ông có sẹo hình con dao lên tiếng, "Tôi chính là huấn luyện viên của họ đây, đúng thật là tôi chưa dạy dỗ tốt đám người này, họ đã phạm vào điều tối kỵ, là dám phân tâm ngay trong lúc chiến đấu. Vậy nên bây giờ để tôi đích thân tiếp đón cậu, thử xem sức cậu đáng mấy cân mấy lượng. Nhưng trước tiên, để tôi nói một câu đã, tôi đây xuống tay không biết nặng nhẹ. Lỡ có bất cẩn đánh chết cậu, cậu cũng đừng trách tôi đấy." Hơn 10 tên sát thủ Mỗi người đều là những sát thủ siêu cấp một địch người, nhiều người như vậy bao vây đánh một mình giang sách, ai nhìn vào cũng đều thấy một trận chiến hồi hộp. Kết quả thực sự không có gì hồi hộp, toàn bộ nhóm sát thủ bị tiêu diệt trong vòng 30 giây. Người ngoài đều không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một đám sát thủ nằm la liệt trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Người đàn ông có sẹo hình con dao vừa rồi vẫn còn dương dương tự đắc, dây tiếp theo đến đứng cũng không vững mắt thấy giang sách đi tới anh ta sợ tới mức quỳ phục xuống đất không ngừng dập đầu xin tha thiếu hiệp tha mạng tôi có mắt không thấy thái sơn không biết anh lại có thực lực mạnh như vậy không chỉ mình anh ta không ngờ đến nhiều người có mặt ở đây cũng vậy có ai ngờ được đâu cho dù là tô nhàn cô ấy cũng không bao giờ tưởng tượng được rằng giang sách có thể giải quyết toàn bộ đám sát thủ chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi bọn họ không cùng đẳng cấp với long đầu chọc giang sách đi tới trước mặt người đàn ông có sẹo hình con dao ánh mắt hiện lên sát khí khiến cho người ta không rét mà run anh nhả ra một hơi hỏi nói ai kêu mày tới bán đứng người thuê là điều cực kỳ kiêng kỵ trong nghề sát thủ một khi phạm phải sau này đừng nghĩ đến việc tiếp tục làm nữa nhưng nếu không nói giang sách sẽ lấy mạng anh ta trong một phút sau khi cân nhắc lợi hại người đàn ông có sẹo hình con dao vẫn quyết định bảo toàn tính mạng quan trọng hơn anh ta run rẩy nói là kỳ dương là ông chủ hai nhà họ kỳ một lời nói ra mọi người đều chấn động đặc biệt là cụ bà hai mắt nhắm lại tuyệt vọng vô cùng đau đớn tuy trước đó bà đã loáng thoáng đoán ra chuyện này nhưng dù thế nào bà cũng không chịu tin con trai của mình lại bán đúng mình hiện giờ nghe chính miệng tên sát thủ nói ra bà không tin không được thằng khốn nạn nó mong tôi chết đi để dễ dàng trở thành chủ nhà ư mơ mộng hão huyền mơ mộng hão huyền thông minh như cụ bà đương nhiên biết kỳ dương muốn cái gì không ai hiểu con bằng mẹ bà cụ xua tay lên xe rời khỏi nơi hỗn loạn kinh khủng này cùng với kỳ trấn và tô nhàn giang sách cũng không nói gì thêm cầm dao chém thẳng vào cổ người đàn ông có sẹo hình con dao khiến anh ta bất tỉnh trong nháy mắt cả người nằm sấp trên mặt đất chết cứng sau khi tất cả mọi người lên xe thì lập tức rời đi bên kia Tin sát thủ hành động thất bại đã truyền tới tại Kỳ Dương rất nhanh. Ông ta tức giận giơ chân đá văng chiếc bàn, chất vấn Rip, "Không phải cậu nói là tìm những sát thủ tốt nhất thế giới à? Sao lại bị người ta giải quyết dễ dàng như thế? Đến cả một bà già cũng không đánh lại." Rip cũng rất bất ngờ. Những tên sát thủ này đều do anh ta tự tay lựa chọn, thực lực thế nào anh ta hiểu rất rõ. Không có lý do gì. Thực sự không có lý do gì để thất bại kỳ dương với lấy điện thoại cầu người không bằng cầu mình tôi biết cậu không đáng tin cuối cùng vẫn phải tin tưởng chính mình ông ta kết nối điện thoại alo hắc tử mau gọi hết các anh em đến đây trước hết đừng ra tay với những người trong gia tộc tất cả mọi người đến sân bóng đi chặn mọi ngả đường cương quyết xử lý cụ bà và kỳ trần tăng tốc mau lên sau khi cúp máy kỳ dương mặc áo giáp ra trận lần này nhất định ông ta không thể thất bại Chương 316, một con đường chết. Nếu lần này để mất cơ hội, sau này muốn đối phó với bà cụ là không thể, nếu thất bại, ông ta sẽ không bao giờ có được vị trí chủ nhà. Lúc này, trên đường rời khỏi sân bóng, một chiếc ô tô con màu đen đang phi như bay. Nhưng vừa mới đi chưa được xa, chỉ thấy một hàng xe đang chặn trên đường. Kỳ Trần phanh gấp dừng xe lại. Xe vừa dừng lại, phía sau lại xuất hiện hơn 10 chiếc xe con, trước sau đều bị chặn kín. Hơn nữa còn có một đám côn đồ bước ra từ trong xe, ai nấy đều nhuộm tóc, xăm hình, trong tay cầm theo vũ khí. Nhìn sơ qua ước chừng có hơn trăm người. Sắc mặt cụ bà xa sầm Lão nhị à lão nhị, mày đây là không giết chết mẹ mình thì mày thể không bỏ qua đúng không? Giang sách nhíu mày. Chỗ này thật sự hơi nhiều người, nếu chỉ có mình anh thì tốt rồi, phá vòng vây là chuyện đơn giản, nếu dẫn theo tô nhàn cũng được, một người bảo vệ một người phá vòng vây hoàn toàn có thể nhưng vấn đề là ngoài tô nhàn ra còn có một cụ bà lớn tuổi và một kỳ chấn cơ thể không được khỏe. Giang sách có lợi hại hơn nữa cũng không thể phân thân được. Một người bảo vệ ba người căn bản không thể làm được. Đối phương chạy tới cả trăm người, luôn có cơ hội đánh lén thuận lợi. bất đắc dĩ anh lấy di động ra bấm số. Song Ngư có đó không? Có. Tình hình trước mắt của tôi cậu cũng thấy rồi đấy. Có cách nào tìm người đến trợ giúp không? tìm người đến không vấn đề gì, chỉ là dù sao nơi này cũng không phải trong nước, tìm người đến nhất định cần thời gian, 10 phút, lão đại, anh chỉ cần có thể kiên trì 10 phút, tôi có thể sắp xếp người đến. 10 phút sau, Giang sách hít một hơi thật sâu, ngắt điện thoại. Lúc này, đám người phía đối diện đã giải tán, kỳ dương cầm gậy bóng chảy đi ra, chỉ vào xe của bọn họ và nói, bà già kia, con quỷ ho lao, lăn ra đây chịu chết cho tao. Cửa xe mở ra. Cụ bà thò nửa người ra, lão nhị, đối phó với một người già, mày có nhất thiết phải bày binh bố trận ở Mỹ thế này không? Ha ha, kỳ dương nhún vai, tôi cũng không muốn, nhưng ai ngờ các người lại lợi hại thế, 20 sát thủ tôi phải đi đều bị các người giải quyết sạch sẽ chỉ trong vài phút. Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể dẫn theo nhiều người đến thôi. Cụ bà cười khẩy và nói, lão nhị, mày không sợ giết tạo xong người trong gia tộc sẽ nhất trí phản đối việc mày trở thành gia chủ mới sao? phản đối ư. Kỳ Dương cười ha ha, bà yên tâm, bọn họ căn bản sẽ không biết được chân tướng đâu. Ngày mai báo chí đều sẽ nói, cụ bà của châu báu hằng tinh chết vì ẩu đả với phen bóng đá, sẽ không biết là do tôi làm. Cụ bà đau khổ trong lòng. Không nghĩ đến con trai của bà vì để đối phó bà mà làm tới mức này. Kỳ Dương cũng không nói lời vô ích nữa, ông ta vung bàn tay to lên. Lên hết cho tôi hơn trăm người lập tức đồng loạt đi về phía xe của bọn họ. Giang sách vội vàng kéo cụ bà vào xe, đóng hết cửa kính, bình tĩnh nói, đối phương rất đông, xe con căn bản không chống lại được. Bây giờ tôi đi ra ngoài nghĩ cách kéo dài thời gian, mọi người chờ ở trong này, bất luận phát sinh chuyện gì cũng không được ra ngoài, biết chưa? Mọi người nhìn về phía giang sách. Với tình hình này, một mình anh có thể làm gì chứ? Cho dù anh có thể đánh lại, nhưng chẳng lẽ đối phương có hơn trăm người không thể tìm thấy cơ hội đánh lén người trong xe hay sao? Tình hình trước mắt này, cho dù báo cảnh sát cũng không kịp. Một con đường chết, không còn đường sống. Giang sách đẩy cửa xe bước ra ngoài, thoát cái đã nhảy lên đỉnh xe, nói về phía Kỳ Dương, Kỳ Dương, ông thật là đồ phế vật, chỉ biết ý đồng hiếp yếu thôi à. Kỳ Dương cười khẩy, căn bản không thèm để ý tới. Giang sách tiếp tục nói, ông cho rằng ông thắng chắc rồi sao? theo tôi thấy mấy người mà ông tìm tới giúp đỡ này đều là một lũ vô tích sự chúng ta đánh cược đi thế nào cược ông có nhiều thủ hạ như vậy nhưng cũng không có cách nào giết được tôi kỳ dương cười ha ha cậu đang muốn kéo dài thời gian sao thật xin lỗi tôi không có hứng thú với cậu người tôi muốn đối phó chính là hai người trong xe kia thế nhưng ông ta không hề ngu ngốc liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của giang sách Giang sách bất đắc dĩ lắc đầu, đã từng thấy người ngu ngốc nhưng chưa bao giờ giang sách. Giang sách bất đắc dĩ lắc đầu, đã từng thấy người ngu ngốc như vậy. Kỳ dương, ông uống rượu cũng không uống lại được tôi thì thôi đi, đến cả đánh lộn cũng không đánh lại tôi. Không những đánh. mười 317, rốt cuộc là ai? Các anh em, trước tiên giết chết tên khốn này đã, sau đó đối phó với hai người trong xe. Trên thực tế, theo quan điểm của Kỳ Dương, dù giang sách lợi hại đến mấy thì cũng chỉ có một mình, lấy một địch trăm ư. Sao có thể làm được chứ? Cho nên ông ta cảm thấy cùng lắm chỉ cần một phút là có thể đối phó xong giang sách, sau đó đi giải quyết cụ bà cũng chưa muộn. Không thể không nói ông ta đã quá coi thường giang sách. Khóe miệng giang sách lộ ra một nụ cười. Vừa rồi khi có người bổ nhào tới, anh nhanh chóng nhảy từ trên xe xuống. Bên cạnh có người cầm mã tấu chém thẳng vào đầu anh, kết quả là dao còn chưa tới, chân của Giang Thành đã tới trước, anh trực tiếp đá vào mặt người đó, khiến người đó bay xa chừng 7-8 mét. Giang sách thuận thế tóm lấy cây mã tấu. Có mã tấu trong tay, sức mạch tăng vọt. Giang sách cầm cây mã tấu trời đùa như múa rồng múa phương, người khác vừa tới gần đã bị mã tấu chém đứt tay chân, một người một mã tấu, căn bản không thể ngăn lại được. Còn muốn giết Giang sách ư? Ha ha, ngay cả đến gần còn khó nữa là. Kỳ Dương còn nói giải quyết trận đấu chỉ trong một phút, đã năm phút trôi qua rồi, giang sách vẫn rồi rào sức mạnh, những người bên cạnh anh đều đã nằm đầy đất. Ông ta gấp đến mức dậm chân bình bịch. Lũ phế vật chúng mày đang làm gì thế? Lên, lên hết đi. Dù sao cũng đông người, lớp trước ngã xuống, lớp sau còn có thể tiến lên, một đám cầm lấy mã tấu xông lên, thậm chí có người còn dùng cả dây thừng, móc khóa. Nhưng vô ích, giang sách giống như một con cá trạch cực kỳ gian xảo, căn bản không thể chặn lại được. Lại 5 phút nữa trôi qua, sức chiến đấu của Giang Sách vẫn nguyên vẹn như cũ, phía đối diện đã ngã xuống gần 40 người, nếu cứ tiếp tục như vậy, cả đám trăm người cũng có thể bị Giang Sách giết sạch. Mãi cho tới lúc này, Kỳ Dương mới ý thức được tình hình có phần không bình thường. Ông ta nói về phía mọi người, được rồi, không cần rằng co với cậu ta nữa, trực tiếp ra tay với người trong xe đi, giải quyết người trong xe trước đã cuối cùng kỳ dương cũng tự ý thức được không thể để cho cảm xúc chi phối. Trước hết làm chuyện chính mới là quan trọng. Chỉ cần giết chết cụ bà và kỳ trần, vị trí chủ nhà của ông ta sẽ vững chắc. Sau đó mới đối phó đến giang sách, nếu có thể đối phó thì đối phó, cho dù không thể đối phó thì dẫu sao giang sách cũng không phải mục tiêu của ông ta. Đám thủ hạ sinh ra cảm giác sợ hãi với giang sách, vốn dĩ đã không muốn ẩu đả với giang sách, bây giờ nghe thấy mệnh lệnh thay đổi, ai nấy đều vui vẻ bổ nhào về phía chiếc xe. Trong lòng Giang sách sợ hãi, đây không phải kết quả mà anh muốn. Bên trong xe, cụ bà thở dài một hơi, xem ra hôm nay bà già này nhất định phải chết. Còn chưa dứt lời đã thấy một chiếc xe Lincoln màu đen đi tới, mở thông tất cả nẻo đường trước và sau, toàn bộ người của Kỳ Dương đều bị vây bên trong. Sau đó, một đám người bước xuống từ trên xe Lincoln. Tính sơ sơ có khoảng 3-400 người. Kỳ Dương ngẩn người, nhóm người này đến từ đâu đây? Ông ta không nhớ mình có nhiều người thế bao giờ. Chẳng lẽ là người của chủ nhân dẫn tới? Nhưng ngẫm lại thì không thể nào, chủ nhân sẽ không điều người ngoài đến can thiệp vào chuyện của gia tộc ông ta. Suốt cuộc là ai? Một đám người đồng nghìn nghịt bao vây lấy hiện trường. Kỳ Dương và đám thủ hạ của ông ta đứng ngây ngốc, không dám nhúc nhích. Nếu đây là người một nhà thì tốt rồi, nhưng nếu là kẻ địch, vậy thì nhưng đáng tiếc, điều tốt thì không linh, điều xấu lại linh. Kỳ Dương đã đoán đúng, những người này quả thật là kẻ địch của ông ta. Ông ta thấy toàn bộ những người đàn ông mặc vest này đều chắp tay chào đúng một người giang sách. Chiến thần Tu La, thần là thiên trinh. Hai câu này là khẩu hiệu của giang sách khi dẫn binh ở biên giới phía Tây. Thần là thiên trinh, tượng trưng cho tất cả kẻ thù ở những nơi đã đi qua đều bị giải quyết sạch sẽ. Chương 318, sao bây giờ lại chui vào ngõ cụt rồi. Ở biên giới phía Tây, kẻ địch sợ nhất là nghe hai câu, Chiến thần Tu La, Thần La Thiên Trinh. Thậm chí còn có người tình nguyện đi gặp Diêm Vương, đi gặp Diêm Vương còn hơn là nguyện đụng độ với Chiến thần Tu La trong truyền thuyết Trung Quốc. Hiện giờ trên giang hồ Chiến thần đã xuất hiện trở lại. Mọi thứ sẽ bị hủy diệt. Giang Sách vươn tay, chỉ nói một chữ, diệt. Mấy trăm người được điều động chỉnh tề đại quân đánh giết, không sức mạnh nào địch nổi. Đây chính là đội quân chiến đấu chính quy nhất, không giống với đội quân không chính quy mà kỳ dương bỏ tiền ra thuê tới. Trong vòng chưa tới 5 phút ngắn ngủi, hàng trăm thủ hạ của kỳ dương bị tiêu diệt toàn bộ. Giống như sống vỡ đê, không thể cứu vãn được. Nhưng dù sao cũng không phải chiến trường. Giang sách không cần mạng của những người này, chỉ làm cho bọn họ trở thành người tàn phế, sau này đừng mơ đi hại người nữa. Nhìn thấy hàng trăm thủ hạ bị tiêu diệt sạch sẽ, Kỳ Dương ngồi phịch xuống đất tuyệt vọng, hai mắt nhìn về phía trước trống rỗng, không tin nổi mọi chuyện xảy ra trước mắt. Rõ ràng kế hoạch của ông ta hoàn hảo như thế mà. Sao bây giờ lại chui vào ngõ cụt rồi? Ngay từ đầu trên máy bay đã có thể giết cụ bà rồi, sau đó có thể chuốc say kỳ trấn trên bàn ăn, tiếp theo nữa có thể dựa vào sát thủ giải quyết hai người ở ngoài sân bóng. Thế nhưng, liên tục thất bại. Lần sau so với lần trước thua càng triệt đề. Bệnh được giang sách chữa khỏi. Uống rượu thì uống không lại giang sách. 20 mấy sát thủ bị một mình giang sách giải quyết hết. Giang sách, giang sách, giang sách, tất cả đều tại giang sách. Mỗi một lần kỳ dương sắp thành công, ghiên sách sẽ lại đứng ra. Cho tới bây giờ, khi kỳ dương tất tay phải hết những người, tinh nhuệ, nhất đi, vốn tưởng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, không còn khả năng thất bại nữa không ngờ khắc tinh giang sách lại đứng ra không nói đến sức mạch của một cá nhân anh còn điều khiển cả một quân đội hùng hậu giang sách rốt cuộc anh là thần thánh phương nào kỳ dương ngửa đầu lên trời hét lớn chút hết bực tức trong lòng ra ngoài cuối cùng ông ta trừng mắt nhìn giang sách hung dữ hỏi giang sách tôi với cậu có thủ oán gì mà hết lần này tới lần khác cậu cứ chống lại tôi giang sách cười cười tôi với ông không thì không oán nhưng tôi và cụ bà có tình có nghĩa và lại qua đường thấy chuyện bất bình thì ra tay hiện nghĩa ông thân là người con lại làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy cho dù là ai thấy cũng đều muốn ngăn cản sao tôi có thể để mặc ông làm điều sằng bậy được kỳ dương cười khổ ha 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 tôi thấy cậu căn bản chỉ là đồ tọc mạch thích xen vào chuyện của người khác mà thôi lúc này cửa xe mở ra đám người cụ bà đi ra bà chậm rãi đi về phía kỳ dương muốn tức giận nhưng lại không tức giận nổi chuyện đến nước này nói gì cũng vô ích. Cuối cùng, cụ bà chỉ thở dài, nói đi nói lại vẫn là mẹ sai. Làm một người mẹ, mẹ chỉ lo cho con cơm ăn áo mặc, lo cho con sung túc đủ đầy, nhưng lại không dạy con đạo lý làm người, hai. Lão nhị, mẹ biết con muốn gì, con không vừa mắt lão đại, con thấy mình có năng lực mạnh hơn lão đại, nhưng mẹ lại cứ thiên vị lão đại có đúng không? Kỳ Dương mỉm cười, tất nhiên, lão đại ngoài việc nịnh nọt giỏi ra, những điểm khác đều không bằng tôi, nhưng bà lại để cho anh ta làm người kế thừa sau này, không phải là bất công thì là gì? Cụ bà lắc đầu, "Lão nhị, con sai rồi. Con mới chỉ thấy mặt bên ngoài, không nhìn đến bản chất. Con cho rằng lão đại thật sự không bằng con sao? Không phải, chỉ là lão đại lúc nào cũng nhường con, không tranh với con." Chương 319, không còn mạng đấy. Không tin con có thể nhìn xem những chuyện lớn quan trọng của gia tộc của công ty chẳng phải đều được lão đại xử lý ổn thỏa đó sao? Còn con, ngoại trừ dở thói khôn vặt ra, hoàn toàn không làm được gì. Cụ bà giận dữ nói, lão đại tầm ngầm tầm ngầm mà đấm chết voi, còn con chỉ là thùng rỗng kêu to, so với lão đại con còn kém xa. Vào lúc này, Kỳ Dương có cảm giác như hồi nhỏ bị mẹ mình dằn dậy. Thời khắc này đến đã quá muộn rồi. Ông ta cúi đầu, không nói thêm một lời nào. Phí công mưu toàn lâu như vậy nhưng tất cả đều thành công cốc. Ông ta đã thua đến thảm hại. Lúc này, trên tầng thượng của một tòa nhà gần đó, một chiếc máy bay trực thăng yên lặng dừng lại. Một người đàn ông với một con rết trên mặt ngồi trên ghế tay cầm ống nhòm lặng lẽ thu hết tất cả những chuyện vừa xảy ra vào mắt. Người đứng ở bên cạnh chính là Rip. "Chủ nhân, xem ra Kỳ Dương không chống đỡ được nữa rồi, có cần tối điều thuộc hạ đến khẩn cấp không?" Rip hỏi. Người đàn ông xua tay, grip nhíu mày chủ nhân nếu như bây giờ còn không ra tay kỳ dương sẽ hoàn toàn sụp đổ chúng ta sẽ không chiếm được một đồng tiền của nhà họ kỳ người đàn ông cười ha ha ông ta thu ống nhòm lại nói rất bình thản chiến thần tu la hiền là thiên trinh bây giờ chúng ta buông tay sẽ chỉ mất đi một quân cờ kỳ dương này nhưng nếu chúng ta cứ cắn lấy không buông thì e là tất cả chúng ta đều bị tiêu diệt grip kinh ngạc từ khi anh ta đi theo chủ nhân đến nay anh ta chưa từng nghe thấy lời nào khiếp sợ như Vậy, phải biết là công việc của chủ nhân anh ta đều là việc lưỡi đạo dính máu Ở biên giới phía Tây còn gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, có biệt danh là Lão rết. Một người kiêu hùng như vậy mà cũng có lúc phải sợ thì có thể tưởng tượng được kẻ thù mà bọn họ đối mặt đáng sợ đến mức nào Rip Hiếu kỳ hỏi, chủ nhân, kẻ thù mà chúng ta đối đầu không phải là cụ bà nhà họ kỳ sao? Đáng sợ đến mức đó ư? Lão rét lắc đầu. Rip, cậu ấy à, hiểu biết quá ít. Cụ bà kia thì đã là cái gì? Người tối tiên kỵ là chiến thần Tu La Giang Sách. Rip nhìn về phía đám người. Nói đến Giang Sách, anh là một người chỉ dựa vào sức một mình mà liên tiếp phá hoại hành động của bọn họ. Bây giờ còn điều động nhân lực quy mô lớn, giết bằng sạch thuộc hạ của Kỳ Dương. Anh ta hỏi, chủ nhân, vậy chiến thần Tu La là gì? Lão giết cười ha ha, ở biên giới phía tây có một câu nói thế này, chỉ cần là nơi chiến thần Tu La xuất hiện, hoặc là anh đầu hàng quy thuật, hoặc là rửa cổ chờ chết. Grip nhíu chặt mày, thật sự lợi hại đến thể ư? Lão giết gật đầu. Ở biên giới phía tây, lão giết tôi đây chỉ từng sợ một người, chính là chiến thần Tu La Giang Sách. Nếu chấm điểm cho các thế lực ở vùng biên giới phía tây, lão giết tôi nhiều nhất được 90 điểm, còn sự tồn tại của chiến thần Tu La là 100. Rip, nếu cậu đã từng ở biên giới phía Tây thì sẽ hiểu được một đạo lý, trên đời này đắc tội ai cũng được, chỉ cần đừng đắc tội chiến thần Tu La. Không còn mạng đấy. Lão giết đứng dậy phủi phủi quần áo, đưa ống nhòm cho Rip. Bây giờ nhà họ kỳ đã bị giang sách nắm được, chúng ta không cần thiết phải cắn mãi không buông. Miếng thịt này, tôi không cần nữa. Còn về số tiền cần để xây dựng quân đội thì để anh ta nghĩ tiếp đi. Nói xong, ông ta lên máy bay trực thăng. Ngay trước khi rời đi, lão Z nói với Rip, tôi về biên giới phía tây xử lý chút chuyện, cậu đưa người đến vùng giang nam của Hoa Hạ, bố trí các thứ trước sau đó tôi sẽ đến tụ họp cùng. Rip cúi người thật sâu. chương 320, thế này không phải là đùa à. Kỳ dương cuối cùng bị cảnh sát bắt đi, bà cụ và thuộc hạ sau khi phối hợp điều tra cũng về đến châu báu hằng tinh. Vừa về đến nhà, bà đã cho gọi mọi người tập trung lại, công bố cho mọi người âm mưu bí mật tạo phản của kỳ dương sau khi phía quản lý cấp cao của công ty nghe xong, không ai là không kinh ngạc. Từ xưa đến nay, chuyện đấu đả trong gia đình luôn cực kỳ kinh khủng. Chỉ là mọi người không thể tưởng tượng được đấu đá trong nhà họ kỳ lại dữ dội đến mức. Này, cụ bà hạ tay xuống, ra hiệu mọi người im lặng. Bà hắng giọng một cái, nói, ngoài chuyện trên, vẫn còn một chuyện nữa tôi phải tuyên bố với mọi người. Bà cũng không vội nói chuyện mà liếc nhìn từ phải sang trái toàn bộ những người có mặt. Đây một lượt, sau đó mới nói chậm rãi, tôi đã có tuổi rồi, không làm được nữa, không chừng một ngày chân cũng không đi được nữa. Để tránh cho sau này như rắn mất đầu, tôi quyết định sẽ nghỉ hưu từ bây giờ, vị trí chủ nhà họ Kỳ sẽ chính thức giao cho con trai tôi Kỳ Trấn quản lý. Sắc mặt Kỳ Trấn khẽ đổi. "Mẹ, chuyện này." Bà nhìn ông ta một cái, lời mẹ đã nói ra sẽ không thay đổi, con đừng nói thêm gì nữa. Kỳ Trấn chỉ đành ngoan ngoãn im miệng. Về quyết định này, mọi người đều không thấy quá bất ngờ, bởi ai cũng biết sớm muộn gì cũng có một ngày Kỳ Trấn sẽ kế thừa vị trí gia chủ nhà họ Kỳ. Chuyện thật sự kinh ngạc phải là quyết định ngay sau đó. Cụ bà nói tiếp, "Ngoài ra, tôi còn phá lệ cho phép Giang Sách tham gia vào quản lý cấp cao của công ty và chuyển cho cậu ta 30% cổ phần của gia tộc. Từ nay về sau, nhà họ Kỳ sẽ có một phần ba mang họ Giang." Mọi người đều kinh ngạc thế này không phải là đùa à. Trước giờ chưa từng nghe nói có chuyện công ty gia đình để người khác họ gia nhập vào liên minh. Nếu như anh ta là con rể, cháu rể gì đó bên nhà ngoại thì cũng không nói, nhưng đằng này anh chẳng có quan hệ gì với nhà họ kỳ cả, là một người ngoài thật trăm phần trăm. Cụ bà làm như thế không khỏi có chút không coi nhà họ kỳ là gì. Bà chủ, tuyệt đối không thể. Đúng vậy, thần Y Giang mặc dù có ơn đối với nhà họ kỳ nhưng cũng không cần trả ơn đến mức để anh ta vào quản lý cấp cao của gia tộc đầu chỉ cần gửi anh ta một khoản tiền lớn làm quà tạ lễ là được rồi bà chủ bà hãy suy nghĩ lại đi cụ bà tức giận im miệng hết cho tôi nhà họ kỳ do tôi quyết định hay do mấy người quyết định thấy bà cụ tức giận như thế những người khác cũng ngậm miệng hết không ai dám nói lại câu gì cụ bà nói không có thần y giang tôi và trấn nhi đều chết lâu rồi không có thần y giang Thằng Súc Sinh Kỳ Dương đã chiếm được nhà họ Kỳ, lên làm chủ nhà họ Kỳ rồi. Thần Y Giang không chỉ là ân nhân của nhà họ Kỳ chúng ta. Không có Thần Y Giang thì cũng không có nhà họ Kỳ ngày hôm nay. Nếu không phải vì tôi còn có con trai thì tôi thậm chí còn muốn giao toàn bộ nhà họ Kỳ cho Thần Y Giang nắm giữ. Đám người các người mà còn ở đây bô bô với tôi, tôi nói cho các người biết, ai còn phản đối một câu nữa thì cút ra khỏi nhà họ Kỳ luôn cho tôi bà già đây không nghe cũng không muốn nhìn thấy có hiểu chưa mọi người lặng ngắt như tờ ai nghĩ cụ bà lại yêu quý giang sách đến thế chứ kỳ trần gật đầu nói tôi cũng đồng ý để thần y giang tham gia vào quản lý cấp cao của công ty thần y giang văn võ song toàn ý chí to lớn nhân phẩm cao đẹp chúng ta có cầu còn không được sao lại có thể từ chối chứ cụ bà cười nói ông chủ nói câu này rất hợp lý ta nói hay lắm nói hay lắm thấy cụ bà vui vẻ như thế, trong lòng mọi người cũng đã rõ ràng. Hơn nữa đến cả kỳ trấn cũng ủng hộ giang sách tham gia vào đội ngũ quản lý của châu báu hằng tinh rồi, chủ nhà đời trước và đời sau đều đồng ý hết rồi, mấy, người ngoài, như bọn họ có tư cách gì mà không đồng ý chứ. Cụ bà nhìn về phía giang sách, hai mắt híp lại thành đường chỉ, cười ha ha nói, thần y giang, cậu có đồng ý gia nhập nhà họ kỳ chúng tôi không? Chuyện đã đến nước này rồi, giang sách còn gì để từ chối nữa chứ? Chương 321, Kỳ Dương lại là thằng không đáng tin. Cụ bà nhìn người cũng rất chuẩn, vì vậy mới cố gắng lấy lòng Giang Sách, luôn luôn dùng thủ đoạn mềm dẻo, mà Giang Sách lại sợ nhất kiểu này. Hơn nữa bọn họ cũng không có lòng muốn hại anh. Vì vậy, Giang Sách không thể không đồng ý. Anh gật đầu, "Được, tôi đồng ý gia nhập nhà họ Kỳ, vào cấp quản lý của nhà họ Kỳ." Cụ bà thấy thế mắt mũi ngập tràn ý cười. "Tốt lắm." Có thần y Giang gia nhập vào nhà họ Kỳ chúng ta, chúng ta sẽ ngày càng mạnh hơn." Bà dùng giọng điệu như đùa nói, "Tiếc là tôi không có con gái, cháu gái gì đó, nếu không chắc chắn tôi sẽ gả chúng nó cho thần y Giang làm vợ nhỏ, vợ ba cho xem." Giang Sách suýt nữa thì phụt nước miếng. "Cái gì vậy trời? Xã hội hiện đại rồi lấy đâu ra tam thê tứ thiếp nữa? Cái tật thích đùa này của bà cụ đến giờ vẫn còn chưa chịu sửa nữa." Sao lại mọi chuyện đã xong? cụ bà đưa giang sách và tô nhàn đi ăn tối. Trên bàn ăn, bà cụ đưa một chiếc thẻ vàng cho giang sách. Thần y giang, đây là thẻ vàng đặc biệt của cấp quản lý nhà họ kỳ chúng tôi, đại diện cho việc cậu đã trở thành một thành viên của nhà họ kỳ. Sau này tất cả các cửa hàng châu báu hằng tinh trên khắp thế giới, cậu muốn đến cứ đến, muốn lấy gì thì lấy, muốn đuổi việc ai cứ thẳng tay mà đuổi. Trừ con trai tôi kỳ chấn thì địa vị của cậu cao nhất. Giang sách nhận lấy tấm thẻ vàng này thật sự quá quý giá khiến anh có cảm giác nhận mà ngượng tay cụ bà nói tiếp thần y giang cậu cũng đừng thấy gánh nặng tâm lý gì đó nhé thật ra bà già tôi kéo cậu vào cũng là vì có dụng ý khác nữa hả cụ bà lại thở dài sức khỏe con trai tôi vẫn luôn không tốt không biết chừng ngày nào đó cũng xong đời đến lúc đó châu báu hằng tinh lớn như vậy biết trông cậy vào ai kỳ dương lại là thằng không đáng tin mỗi lần nghĩ đến đây tôi đều đau lòng nhưng giờ thì tốt rồi, có thần y giang tiếp tay, sau này kể cả tôi và con trai có đi rồi, châu báu hằng tinh cũng không sợ đi theo. Hóa ra cụ bà còn có ý coi giang sách là lốp dự phòng. Cho giang sách 30% cổ phần, lúc kỳ trấn vẫn còn thì giang sách là ông lớn thứ hai, còn một khi kỳ trấn mất, giang sách sẽ trở thành chủ nhà nhà họ kỳ danh xứng với thực. Có giang sách làm chủ nhà còn đáng tin hơn tất cả những người khác. Suy nghĩ này của cụ bà đến cả Giang Sách cũng không nghĩ tới. Giang Sách cười khổ, tự chế nhạo mình mà nói, "Bà à, bà cũng không sợ tôi giống như Kỳ Dương, muốn cướp vị trí chủ nhà sao?" Cụ bà lắc đầu, "Tôi sống đến tuổi này đã gặp nhiều người rồi, thần y Giang chắc chắn không phải loại người này." "À, vậy sao bà lại coi trọng tối đến vậy, có thể nói cho tôi biết nguyên nhân không?" Cụ bà cười, "Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cậu xem thường xem thường. Đúng vậy, tôi nhìn ra được thần y Giang có thân phận tôn quý, làm bác sĩ có thể chỉ là lớp ngụy trang để che giấu thân phận thực sự của cậu mà thôi. Người đứng trên cao như cậu tuyệt đối sẽ không cảm thấy hứng thú gì với việc làm chủ nhà họ kỳ này. Không thể không nói mắt nhìn người của bà cụ quá chuẩn. Mặc dù Giang Sách không phải cố ý che giấu nhưng làm bác sĩ quả thật không phải là thân phận thực sự của Giang Sách. Chiến thần Tu La cũng chắc chắn không cần nhòm ngó một cái chức chủ gia tộc, hai người nhìn nhau cười một cái rồi lại tiếp tục ăn cơm. Trong ba ngày tiếp theo, Giang Sách đưa Tô Nhàn đi thăm thú hết các thắng cảnh ở Milan, cảm nhận vẻ đẹp của thành phố thời thượng này. Thời gian vui vẻ thì vẫn luôn ngắn ngủi. Rất nhanh đã đến lúc phải nói lời tạm biệt. Cụ bà dẫn theo tất cả quản lý cấp cao của nhà họ kỳ đến sân bay tiễn Giang Sách và Tô Nhàn, khung cảnh rất hoành tráng. Lúc sắp chia, chương 322 có vẻ như đã có kế hoạch từ trước rồi. Hai người gọi một chiếc taxi ở sân bay về nhà Đinh Mộng Nghiên. Cả đường đi, Tô Nhàn nhìn túi to túi nhỏ quà, do dự không biết chọn quà nào cho bà chị mới. "Tốt, chọn tới chọn lại vẫn chưa thấy cái nào vừa ý." "Anh rể, anh chọn một cái cho em với." "Chị thích cái gì nhỉ? Chọn gì tặng chị ấy mới phù hợp đây? Muốn đồ trang sức châu báu hay quà lưu niệm ở địa phương?" Trước câu hỏi của Tô Nhàn, Giang sách không nói câu nào mà hai mắt chỉ nhìn lái xe taxi. Anh rể. Tô nhàn nghi hoặc nhìn giang sách rồi lại nhìn tài xế, không biết giang sách đang nhìn cái. Lúc này, cô ấy nghe thấy giang sách dùng giọng nói trầm thấp nói, bác tài, hình như bác đi nhầm đường rồi. Tài xế thuận miệng đáp, đúng đường rồi, con đường lúc trước đang sửa chữa, không đi qua được vậy nên tôi đổi đường khác đi. Đổi đường. Kể cả có đổi đường cũng không đến mức đi vòng một vòng xa thế muốn đến nhà đinh mộng nghiên có đến mấy con đường có thể đi đường này không những vòng vèo quá xa mà có thể đến được hay không cũng là một câu hỏi tôi nhàn cũng cảm thấy có gì đó không đúng cô ấy tức giận nói tài xế chúng tôi là người thành phố giang nam này ông đừng hòng lừa chúng tôi rõ ràng là ông đang chở chúng tôi đi lòng vòng tưởng chúng tôi không biết hả tài xế hử lạnh một tiếng không nói gì mà ngược lại còn nhấn chân ga tăng tốc này ông rốt cuộc muốn làm cái gì đấy Tô Nhàn sốt ruột, Giang Sách nhíu mày, cũng không vội ra tay. Với tốc độ hiện tại của xe nếu tùy tiện ra tay rất có thể sẽ xảy ra tai nạn, xe hỏng người chết. Bản thân anh còn có cách giữ mạng, nhưng Tô Nhàn phải làm sao? Hơn nữa, Giang Sách cũng muốn biết con hàng này rốt cuộc định chơi trò gì. Một lát sau, tốc độ của xe chậm lại, rẽ vào một con ngõ cụt, đi đến cuối ngõ mới dừng lại. Có thể nhìn thấy ở cuối con ngõ là một cái nhà kho cũ. Lúc này, 17 18 tên đàn ông đang ngồi trước cửa nhà kho đánh bài, vui vẻ quên trời đất. Sau khi thấy chiếc xe đi vào, bọn chúng bỏ bài trên tay xuống, cực kỳ quen chân quen tay đi đến đầu ngõ đóng cửa sắt lại. Có vẻ như đã có kế hoạch từ trước rồi. Tài xế nhìn hai người ở ghế sau, giọng điệu lạnh băng nói, "Đến nơi rồi, xuống xe đi." Tô Nhàn bị dọa khiếp vía rồi. Đến lúc này cô ấy mới nhận ra mình lên phải một con xe đen rồi không chỉ đơn giản là dẫn họ đi đường vòng mà nhìn cảnh này không biết còn định gây chuyện phiền phức nào nữa. Giang Sách cầm lấy tay Tô Nhàn, cảm nhận được độ ẩm trong tay Giang Sách, Tô Nhàn lập tức bình tĩnh lại. Có Giang Sách ở đây, còn sợ gì nữa chứ? Mở cửa xe, hai người lần lượt bước xuống, 17 18 tên ăn mặc như công nhân kia liền vây lại. Tên nào tên nấy cười đều, nhìn chằm chằm hai người như đang quan sát hai con mồi. Tô Nhàn chưa từng gặp phải cảnh tượng như thế này bao giờ, bị dọa sợ núp sau lưng Giang Sách. Đám người đó một chốc thì nhìn Giang Sách, một chốc lại nhìn Tô Nhàn, vui đến mức không khép mồm lại được. Trong số đó còn có một tên giơ ngón cái với tên lái xe. "Lão Triệu, khá quá nhỉ, lần này mang về được hai con mồi chất lượng quá. Tên đàn ông dáng người khỏe khoắn, có thể bán được giá cao đấy. Cô gái xinh đẹp thế này, anh em chúng ta phải sảng khoái một trận." sảng khoái xong rồi bán hay là cắt thì tính sau. Chương 323, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Lời những tên này nói chỉ nghe đã thấy cực kỳ dọa người. Bọn chúng vây quanh gian sách và tô nhàn, sau đó hù dọa hai người đi vào trong kho hàng. Đến khi vào trong rồi mới nhận ra chỗ này giống như một cái lò mổ nhưng ở giữa lại có một chỗ cực kỳ sạch sẽ, gọn gàng, giống như một cái bàn giải phẫu một người đàn ông ăn mặc giống bác sĩ ngồi bên cạnh bàn phẫu thuật đang hết sức chuyên tâm xử lý thứ gì đó. Giang sách nhìn kỹ, hóa ra là thật. Nhìn đến đây, Giang sách cũng đã đoán được đám người này làm trò gì. Hiện nay nội tạng được hiến tặng trên thế giới cực kỳ hiếm hoi, ví dụ như thật, gan. Những bộ phận nội tạng quan trọng lại càng được coi là hàng hiếm. Trên thế giới không biết có bao nhiêu nhà giàu tình nguyện bỏ ra cái giá mấy trăm vạn, thậm chí là hàng triệu để có được một cơ quan nội tạng hoàn hảo để cấy ghép cho mình. Bình thường thì trên thị trường những cơ quan nội tạng y học cần dùng này có tiền cũng chưa chắc mua được. Không cần biết anh bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không có mà bán cho. Nhưng lúc nào cũng có người cần mua. Thế là chợ đen ra đời. Hàng năm, không biết có bao nhiêu người không hay biết gì bị người ta lấy nội tạng bán lấy tiền. Đám người này rõ ràng là bọn lão luyện trong cái nghề này. Hơn nữa Nhìn dáng vẻ của bọn chúng, chắc chắn là ngoại trừ buôn bán nội tạng còn cực kỳ quen đường mua bán phụ nữ. Đám người này đúng là bọn thú đội lốt người. Nếu không phải hôm nay lên nhầm xe đen, bị đưa đến chỗ này, có lẽ Giang Sách cũng không ngờ được hóa ra trong địa phận mình cai quản lại có nơi đen tối như thế này. Nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Những người này cực kỳ tôn trọng ông bác sĩ, rất cung kính nói: "Bác sĩ Thạch, hôm nay chúng tôi mang cho ông hai con mồi tươi ngon đây, ông xem xem mặt hàng thế nào." Có đáng tiền không? Bác sĩ Thạch xử lý xong việc trong tay, ngẩng đầu lên nhìn Giang Sách, vừa nhìn mắt đã sáng lên. Ông ta bước nhanh đến, nhìn Giang Sách một vòng rồi lại một vòng. "Được, tốt lắm, cực kỳ tốt. Tôi xử lý nhiều con mồi như thế rồi mà trước nay chưa từng thấy con mồi nào hoàn hảo thế này cả. Tên này thân thể rất được, nội tạng anh ta chắc chắn bán được với giá trên trời, một mình anh ta cũng ăn đứt tổng cộng số hàng mà chúng ta bán trước đây." các cậu đấy, chuẩn bị đếm tiền mỏi tay đi. Cả đám người đều nhếch miệng cười. Bác sĩ Thạch lại nhìn tô nhàn một lượt, còn có chút ghét bỏ. Người gầy như que củi, cả người sặc mùi bệnh công chúa, bán trả được bao nhiêu tiền. Thôi thì các cậu đem cô ta bản cho nhà đại gia nào đó làm đồ chơi đi, đàn bà đẹp như thế này chắc là cũng đắt hàng đấy. Nói tóm lại là hai con mồi hôm nay ai cũng có chỗ đáng tiền. Đám người lại hùng hổ khen tên lái xe một hồi mắt nhắm mỗi lần này thật sự quá được giang sách hơi nhíu mày cười khẩy nói bác sĩ thạch ông với người nhà họ thạch ở phòng khám có quan hệ gì bầu không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng bác sĩ thạch trợn mắt nhìn giang sách nói cậu nói cái gì tôi không hiểu không hiểu à vậy thì để tôi nói rõ hơn chút giang sách chỉ chỉ nội tạng đang được xử lý kia thủ pháp mà ông sử dụng là thủ pháp tổ truyền của nhà họ thạch không có truyền dạy cho người ngoài bác sĩ thạch ông còn dám nói ông không phải là người nhà họ Thạch ư. Bác sĩ Thạch lùi lại vài bước, hơi hơi sợ hãi. Nhưng sau đó ông ta cũng phản ứng lại, cười ha ha. Ha, không ngờ lại gặp phải người trong ngành rồi. Nhưng mà có làm sao? Cậu cũng sắp thành người chết rồi, có biết những cái này cũng được ích gì đâu. Giang sách cười khẩy, người chết. Anh giơ một ngón tay lên, đối phó với đám các người, 10 giây là đủ. Bác sĩ thạch cười, ái trà, chém gió cũng ra gì đấy nhỉ, 10 giây à. Được thôi, mấy anh em, lột sạch cậu ta rồi trói lại cho tôi, bây giờ tôi sẽ cắt cậu ta luôn. Tôi còn muốn xem xem, cậu giải quyết bọn tôi trong 10 giây thế nào đấy. chương 324, muốn bắt giang sách à. Đám người cầm dây thường tiến đến. Giang sách để tô nhàn đứng ra sau lưng mình, sau đó. Tay đấm như gió, chân đá như sấm, cả đám còn chưa kịp phản ứng lại là chuyện gì đã thấy bụp 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 một nhoáng, từng người một bị đạp bay ra ngoài. Đập lên tường, đá văng ra cửa, nằm trên đất, treo trên cột. 10 giây. Không, nói 10 giây là nhiều rồi. Chỉ trong 5 giây, mười mấy tên côn đồ ở đó đều bị quật ngã. Muốn bắt giang sách à? Bọn này còn chẳng có tư cách đấy. Phủi phủi tay, giang sách quay lại nói với bác sĩ Thạch thấy sao? Bác sĩ Thạch mặt mũi sám quét, không thể ngờ được chuyện lại thành ra thế này. Người đàn ông trước mắt này trong nháy mắt xử gọn mười mấy người, cậu ta còn là người sao? Rõ ràng là một quái vật. Bác sĩ thạch lùi về sau liên tiếp, đưa tay bấm một cái nút màu đỏ. Kết quả là không đến 30 giây đã có mấy người mặc đồng phục cảnh sát đi vào, một phát đạp bay cửa. Người dẫn đầu là một tên mặt vuông, còn có một bảng tên cảnh sát Phương Thông. Thấy cảnh sát đến rồi, tôi nhàn cực kỳ mừng rỡ cuối cùng cũng nhìn thấy cứu tinh đến. Anh cảnh sát, cứu chúng tôi với. Bọn chúng buôn bán nội tạng người, cưỡng bức phụ nữ, tất cả đều là phần tử phạm tội. Mau bắt bọn chúng lại. Nhưng Vương Thông chẳng có phản ứng gì cả, khóe miệng còn lộ ra nụ cười quái quái, nhìn rất kinh khủng. Giang Sách cảm thấy không đúng, liền ngăn Tô Nhàn đang định chạy sang bên đó, nhắc nhở cô ấy, đợi đã, có vấn đề. Quả nhiên Vương Thông chẳng những không điều tra bọn phạm tội này mà ngược lại còn hỏi Giang Sách anh là ai? Sao lại đến cửa hàng nhà người ta gây rối? Gây rối? Tài vụ ban nói nhảm đúng là lợi hại. Mấy tên cảnh sát này rõ ràng là cùng một ruột với bác sĩ Thạch. Giang Sách bình thản nói, ô dù này của các người làm cũng chặt chẽ thật, chỉ không biết đội trưởng đội cảnh sát của các người mà biết chuyện này thì sẽ nghĩ gì đây? Vương Thông vui vẻ. Đội trưởng. Ha ha, xin lỗi chứ đội trưởng sẽ chẳng bao giờ biết được chuyện ở đây. Sông có mạnh cũng không ép được rắn nhà, đất này do tôi quản, chẳng có ai dám đến đây làm gì. Đừng nói đến đội trưởng, kể cả người phụ trách cả khu vực Giang Nam này đến đây cũng phải quỳ xuống liếm giày cho vương thông ông đây. Giang sách xấu hổ sờ sờ cổ. Thật không ngờ đám viên chức tầng thấp này lại không coi pháp luật ra gì, dám hống hách ngang ngược đến thế. Vẫn còn loại người này tồn tại thì Giang Nam làm sao khá lên được. Giang Sách hừ lạnh một tiếng, cầm điện thoại lên gọi điện, anh nói đội trưởng đội cảnh sát cũng không làm gì được ư? Ok, thế thì để tôi gọi anh ta đến đây, xem xem rốt cuộc anh. Chương 325, mày là ai? Người bình thường tuyệt đối không có cách nào tránh được đạn bắn trong khoảng cách ngắn như vậy, tốc độ quá nhanh. Cho dù là chiến thần tu la, nhưng anh cũng là người, không phải thần. Tô Nhàn kinh hoàng hét ầm lên, lo lắng Giang Sách sẽ bị một phát bắn chết nhưng khoảnh khắc Vương Thông giơ tay bóp cò, Giang Sách đã chuẩn bị xong. thân hình nhẹ, nhàng lùi sang bên cạnh nửa bước, viên đạn bay sượt qua quần áo của anh một cách thần kỳ vô cùng, nổ anh một tiếng, đập vào trong vách tường. Vương Thông thoáng sửng sốt, ô, nhóc con, thân thủ được đấy. anh ta không cho phân trần, đùng đùng đùng, bắn liên tiếp mấy phát. nhưng Giang Sách như thể biết ma thuật, mỗi một viên đạn đều sượt qua sát thân thể anh, đừng mong bắn chúng anh thực lực này quả thực khiến người ta nghe mà giận người. Bấy giờ vương thông mới ý thức được tình thế không ổn, nhanh chóng bảo người dưới trướng cùng hỗ trợ nổ súng. Một khẩu súng không thể giải quyết được anh, bốn, năm khẩu bắn cùng nhau chắc cũng có thể chứ. Anh ta vẫn không tin, lẽ nào Giang Sách lại biết pháp thuật. Nhưng khi bọn họ vừa nâng súng lên, Giang Sách cúi xuống nhặt mấy viên đá dưới đất lên, thản nhiên nói, không vô tiến trương thanh, các người có biết không? Ai, vẻ mặt của đám người vương thông mơ hồ giang sách bất đắc dĩ lắc đầu có rảnh thì đọc thêm sách đi thật sự chẳng có cách nào khác giao tiếp với đám lợn các người phút 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 mấy viên đá bay ra ngoài từng viên từng viên vững vàng đập vào trên tay mấy người phía đối diện nhất thời khiến tay của cả đám đều tàn phế ngay cả cầm cũng không được chứ đừng nói là nổ súng đùng 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 mấy khẩu súng đều rơi toàn bộ xuống đất vương thông quát giỏi mày dám tập kích cảnh sát mày có biết đây là trọng tội không? Tao muốn. Không đợi anh ta nói xong, một đoàn cảnh sát đã từ trong ngõ nhỏ đi ra. A, à, cộng, người cầm đầu là đội trưởng đội cảnh sát tạ mạnh trí. Anh ta vừa nhận được điện thoại từ văn phòng người tổng phụ trách, nói rằng nơi này có phần tử phạm pháp buôn bán nội tạng, ép người hiền lành theo mại dâm, người tổng phụ trách đang rơi vào hiểm cảnh. Anh ta sợ tới mức lập tức đưa một đoàn cảnh sát đặc nhiệm chạy tới trên thực tế con hẻm này cũng không xa cục cảnh sát chỉ cách vài dãy nhà thứ mà đám trộm cướp này muốn là bóng tối dưới ánh đèn nơi nào càng nguy hiểm thì càng an toàn nhưng điều này cũng mang lại sự tiện lợi rất lớn cho cảnh sát chẳng mấy chốc tạm mạnh trí cho người bao vây toàn bộ hiện trường bản thân anh ta thì lại sợ đến mức suýt nữa quỳ xuống trước mặt giang sách tuy rằng chưa gặp qua giang sách nhưng qua cuộc điện thoại vừa rồi có thể biết được người trước mắt chính là người tổng phụ trách của khu giang nam thần long thấy đầu không thấy đuôi tạ mạnh trí vừa định nói chuyện đã bị giang sách chặn lại anh hỏi đội trưởng tạ vừa rồi người cảnh sát này nói cái gì mà cả vùng này đều do anh ta định đoạt cho dù anh đã đến rồi thì anh ta cũng không sợ hiện giờ viên chức địa phương cũng có quyền lực đến vậy rồi sao tạ mạnh trí sợ tới mức sắc mặt xanh mét quay đầu nhìn thoáng qua vương thông nói đúng sự thật ngài hiểu lầm rồi thật ra anh ta không phải là cảnh sát ố tạ mạnh trí giải thích anh ta từng là cảnh sát một thời gian nhưng vì vi phạm pháp luật và làm dối kỳ cương nên đã bị khai trừ khỏi đảng và tước bỏ nhiệm vụ cảnh sát bây giờ vương thông chỉ là một thường dân vậy quần áo của anh ta thì sao là do chính anh ta lén lút làm dựa theo cảnh phục trước đó đã mặc giang sách bật cười hóa ra là Vương Thông chỉ dựa vào khoảng thời gian trước làm cảnh sát mà giả mạo cảnh sát ở đây, làm ô dù. Nhưng mà cái, dù, này thực đúng là vô dụng. Vương Thông không ngờ rằng Giang Sách vừa gọi điện thoại đã kêu được tạm mạnh trí đến đây. Theo anh ta thấy, Giang Sách chỉ là một công dân bình thường, có thể có gì để sợ chứ. Nhưng anh ta có nghĩ như thế nào cũng không nghĩ được rằng, mình chỉ đá một cước mà lại đá nhầm vào bản sắt. Lần này xem như hoàn toàn bị làm thịt. Không có gì để nói. Giả mạo cảnh sát, đồng thời lạm dụng chức quyền như ô dù để giúp bọn tội phạm thực hiện hàng loạt hành động phạm tội trái pháp luật. Đám người Vương Thông không một ai có thể trốn thoát, tất cả đều bị tóm gọn tại chỗ. Cuối cùng, Vương Thông nhìn Giang Sách, hỏi một câu cuối cùng. Mày là ai?